nó viết bài xong đi ngủ, giờ con lại ra nó làm việc. Nó viết xong rồi, nó viết bài lại. Mà giờ mày không cần con làm việc. Đâu có gì con làm được đâu. Không, cái hàng đó mày không bán hàng nữa. Mà thế con nói con không giữ lời đó. Con nói không giữ lời mày không thích. Con sẽ đi ngủ đi. Ừ, đi ngủ đi, đúng rồi đấy. Không. Đi vô ngủ là hợp lý đó. Không. Không, con chỉ kêu giả thôi. Chứ là kêu trong lời con kêu lại 3 thôi mà. Nhưng mà con này giờ là chưa viết bài nè. Xíu con nào cũng viết bài. Đừng có hẹn vô làm liền đi. Không. Con vừa không đặt con buồn á. Làm gì buồn? Quá cái kéo này à. Kéo tao ra mà thấy hồi vậy. Xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà. Thôi đừng có mệt. Thôi đừng có nói đâu mày mệt. Làm gì ạ? À? Hello cả nhà nha. Có xin chào mấy cô nha. Ôi. Đó đó, đụng cái cây like của mẹ cái gãy xuống cái bị mẹ đánh đi chứ. Làm biếng đây mấy cô. Nhắc học đây mấy cô, không chịu viết bài đây mấy cô, đòi làm việc đây. Tôi đi mà mấy cô. Làm gì ấy? Vô duyên. Tao thích làm việc. Làm việc giờ làm việc gì? Làm việc. Mẹ kêu thì coi làm việc. Làm gì làm cái đó đúng không? Đúng. Đứng xịt ra, đứng xịt ra. Đó, đó. Đấy mẹ té không? Để cho mẹ bán hàng. Mà xin chào mấy cô đi. Xin chào mấy cô. Nói gì không? Chúc mấy cô gì không? Xin mấy cô vui vẻ. Sao nữa? Ở trong tha. Sao nữa? Là vui hai thật nhiều. Để làm gì? Để mẹ con có tiền để mua sữa cho con. Sao nữa? Mua gì nữa? Mua nhiều đồ chơi cho con, xong rồi thay dầu đá, xong rồi nhiều đồ mua, nhiều đồ đẹp. Nhiều đẹp nữa. Rồi em lên nha. Lạc cái thư. Ba sữa rồi đúng không? Đúng. Ba mang nó giống trước đằng sau đi. Y đúng không? Ba mang trước đằng sau. Hello mấy cô chào Nhiếm kìa. Hỏi, hỏi mấy cô thấy Nhiếm xinh không? Thấy Nhiếm xinh không? Cái này là nhúng nhiếm quá. Nhúng nhiếm quá à? Nhiếm gà giống nhiếm thôi chứ không giống Elsa, cái này là giống nhiếm thôi. Chứ ai là Elsa? Mặc đồ Elsa mới làm đồ Elsa được, okay, được theo đó. Đi vào phòng đi. Coi làm việc. Làm việc gì? Con giờ con muốn làm việc gì? Mẹ kêu cái này sẽ coi làm việc luôn. Làm, hắn kêu là giờ làm, mẹ kêu cái gì là mẹ làm cái đó. Ui ăn no quá cái bụng. Thôi đi vô viết bài nha. Viết bài đi. Nhiếm học lớp công việc. Là lớp gì ta? Bọn con thích làm việc. Lớp nhựa. Bọn con thích làm việc nè. Sao có, nó giọng mà thích làm thôi, việc. Nhát làm. Rồi, được rồi, được rồi. Mấy cô chờ lâu lắm. Rồi, okay. Để cái bao này lên hàng sale đây cho bà xã sale trước. Rồi lên nha. Đâu có giọng bác đâu. Thấy chứ dễ mình ơi, nhìn ổn chưa lên luôn nè. Rồi tương tác cho Nguyên nghe dạ mình ơi. Đi mà tập trung bán hàng, bỏ cái bao hàng sale lên cho sạch trước. Hàng sạch trước. Hàng sao ta? Hàng sao mà xả ra? Có cả bao luôn, xả cho lên cả bao lên đi cả. Lên nhanh nha, tối nay nhiều hàng nam, hàng xịn đẹp lắm luôn. Cảnh báo kìa, cảnh báo kìa, cảnh báo kìa. Rồi lên nha, tương tác cho dạ mình ơi, chấm tương tác lên luôn dùng Nguyên để đỡ bị ẩn comment nhé. Ui tối nay hàng nam à, trưa hàng nam xịn sò, xịn sò con bò, thấy chưa chị em mình ơi, chấm tương tác cho Nguyên đi, mỗi chị em mình vô xem like chấm đây luôn dùng Nguyên nhá. Hello chị Bảo Trang nha, lên đi chị em mình ơi, tương tác đang thả tim thả like chấm tương tác đây luôn dùng Nguyên nhá, để đẩy view lên xíu. Cái này hàng đổi đi, cái này hàng bị lỗi nè, cái này hàng bị lỗi nè. Hello chị Hà Tài nhé, hello Nhật Nguyệt nhé, hello chị Mặt Trời Hồng, lên nhanh tay. Cái này bị lỗi gì ấy, khách đổi mẹ nè. cầm cho mẹ cha, con cầm cho mẹ không được, mẹ nói được rồi đấy, nãy giờ vẫn được rồi, để cho mẹ bán hàng. Để cho con
công cho mẹ xong rồi tôi cho ba cho. Không được, rất là nhiều khâu, mất thời gian lắm, bán hàng như thế đó rất là lâu, không được. Đi xíu rồi con ngủ. Không có được, mẹ không có thích như thế đâu. Không chịu. Mẹ có nên mẹ có đắp mặt nạ không? Không đắp mặt nạ. Đắp mặt nạ đẹp lắm mà, đẹp ra mà. Không, không đắp, mệt lắm. Bán hàng mệt mỏi rồi không đắp mặt nạ. Ừ, cái này bị lỗi xíu nè. Đây nè, hàng cách đổi chị em mình thấy không, bị lỗi xíu, 52 độ về. Cái này mà chị em mình càng càng sơn được, hoặc là chị em mình dán nhẹ con gì chỗ này. Đừng để mẹ nói tiếng to, hiểu không? Con này em bán tặng nhá, size 50 độ về. Cái này lên mã lỗi cho Nguyên nhá, comment mã lỗi cho Nguyên, bán tặng thôi, không tính tiền. Rồi lên mã lỗi cho Nguyên là được nhá, comment lên lỗi cho Nguyên là được nha, lên lỗi cho Nguyên nhá, được cái bao này. Lên mã lỗi cho Nguyên nhá, không đồng, bị chấm nhẹ xíu thôi. Rồi cho Nguyên cái bộ bé này size 14 này, cái bộ này mới vừa chút xong, size 13. Size 13 25 nghìn đây nè. Bộ này 25 nghìn nè. Lên mã tặng bé cho Nguyên là được nhá, 25. Tặng bé 25 cho Nguyên được. Lên mã tặng bé 25 cho Nguyên là ok nhá, lên nhanh như vậy mà thôi. Tặng bé 25 nhá, chốt mã tặng bé 25. Size này size 13. Lên mã bé 25 size 13. Bé 25 và size 13 cho Nguyên là được nhá. Rồi tiếp luôn cho Nguyên cái này. Cái này cưng lắm luôn hàng công ty. Con lì đó bao nhiêu? Size bé 16 kg. Nha, size bé 16 kg. Lỗi cho chị Văn Nguyễn Lê. Phan Nguyễn Lê. Văn Nguyễn Lê. Bé 25 chị Phan Thị Tố Hoa. Con này xinh nè chị em mình ơi. Con này xinh nè. Size 16 nè. Con này hàng công ty nhá. Em bán tặng chị em mình 40k luôn. 40k đừng nói nhiều để mẹ tập trung bán nha. Bóp một xíu cắt nhỏ ra thôi, còn cái nó để mẹ kẹp đồng hồ á. Chứ không phải đồ chơi đâu. Lên mã tặng bé cho Nguyên nhá, váy bé cho Nguyên 45. 40. Bé 40, hàng này em đang sale 69k. Size 16 nhá. Con này đẹp lắm, size 16, vải xịn luôn. Nha, lên mã váy bé cho Nguyên là được 40. Xả 40, chốt mã váy bé xả 40 cho Nguyên là ok. Váy bé xả 40 cho Nguyên là được. Rồi lên mã bộ bé này, những cái này là hàng bán tặng nên là chị em mình cố gắng chia sẻ dùng Nguyên nhá. Toàn bộ những cái mã này là mã bán tặng hết á, nên là chị em mình mỗi chị vô xem like nhớ thả một vài nút trong vài nút chia sẻ nhé. Rồi tiếp luôn dùng bộ bé này size 15. Size 15. Hàng 85. Bộ bé này size hàng. Bộ bé này size 15 và hàng hàng đang đi giảm 85 nghìn. Comment mã bộ bé cho nghe được. Bộ này em đi giảm 45k luôn. Phải không? Hàng có tông tàu, bộ này xịn lắm đấy, 45k luôn. Lên mã bộ trai 45k luôn nữa là được. Bộ trai 45 cho nghe là ok. Những cái mã này là hàng xả, hàng bom cắt ra thôi. Bộ bé trai 45k luôn, chị nào lấy trai 45, chút trai 45 nha. Tiếp luôn dùng nguyên con này. Lên mã xe. Cái này em ưu tiên chốt cho khách chia sẻ giá da cá tàu nè. Cái này toàn bộ là đây, toàn bộ là da cá tàu nè chị em mình. Cái này là da cá tàu size 13. Lên mã xe tặng 39k luôn, ai nhanh có. Ai nhanh có, con này xịn lắm hàng tàu. Nha, trong nguyên mã xe đi 39k. Lên mã xe 39 trong nguyên là được. Da cá tàu nhá. Ôi bộ này thì cưng. Bộ này thì cưng lắm, size 15. Bộ này cưng lắm luôn á, size 15, trai gái mang được hết. Size 14, 15 là ok, chút 14 cho nó thông thả, vải rất là mịn luôn. Nè, cưng chưa? Cho Đặng Lina. Cái này cưng chưa? Rồi nhá, tiếp luôn dùng nguyên con này. Lên mã bộ bé cho Nguyên. Á à, mặc chưa chưa? Chưa. Rồi cho Nguyên con này. Comment mã này, mới vừa vô mà lại dục lên cái này lên cái kia rồi, từ từ để lên sale đã. Cho Nguyên con này nhá. Size này dành cho bé nhà mình 14kg mang đẹp nhất, 14kg độ về là mang ok nhất, 13-14kg à. Không, cái nào không phải. Cho nguyên bộ này 49k, ai nhanh có này. Lên mã bộ bé 49. Khách 39 rồi nha. Lên mã chục 49k cho nguyên là ok. Chục 49. Comment lên mã chục 49k luôn dùng là được. Comment lên mã chục 49k. Nhiều mã hàng sale. Tối nay riêng, tối nay hàng. Còn hàng nam xịn không? Toàn nam xịn không? Rồi lên luôn dùng nguyên con này. Em mới vừa đi 79k. 79.000 không có nhà nào bán luôn. Thiệt luôn nhá. Lên mã hén cho Nguyên 69.000 luôn. Hén 69 này đúng mã chục bà. Hén 69 cho Nguyên là được. Comment mã hén 69. Size này chị em mình không cần hỏi bao nhiêu ký vừa. Phương Lai cho Phương. Cái này chị em mình không cần hỏi bao nhiêu ký vừa. Nó giãn vô tư, giãn thoải mái. Cho Nguyên mã hén cho Nguyên nhá. 69.000 hén. Comment mã 69. Không, bên này cho bà sẽ dĩa bóc này sao. Bỏ cái bao này dưới này nè. Bỏ cái bao này dưới này cho dĩa bóc nè. Rồi nhá, lên mã mà nãy mới đọc xong mã gì ta. Mã hén 69k. Bỏ qua bên này cho. Hén 69k cho Nguyên là được. Comment mã hén 69 cho Nguyên là ok. Lên hén 69 cho Nguyên là được nhé chị em mình ơi. Rồi lên mã hàng size 25. Hàng này size 25. Hàng này Nguyên đang đi 85 mà. 85 hay 79 nghìn.
Rồi lên mã hạt size 25, con này em bán tặng chị em 49 cao luôn. Bộ nào bột có tông tàu nhé. Bộ này bột có tông tàu nhé, ưu tiên khách, chốt cho khách chia sẻ nha. Toàn bộ những cái mã này là mã bán lỗ không này. Nào lên cho khách chia sẻ nhé. Cho nguyên mã bộ này lên mã bộ hạt size 25. Bộ hạt chắc có tông tàu đi 49k size 25 nha. Ai lấy cái này lên mã bộ hạt cho nguyên là được nhé. Comment mã bộ hạt size 25. Thấy có chị nào chia sẻ không? Không có thấy chị nào chia sẻ rồi. Thấy nào không có thấy chị nào chia sẻ hết. Lên mã bộ hạt size 25 cho nguyên là được nha. Lên mã hạt size 25 tặng 49. Giá bán tặng như vậy mà nữa, chuẩn là giá bán tặng rồi. Size 25 và đi cho em 49k. Đi cho em 49k được. Anh Lâm cho Sony Hà. À, sao đây ta? Cái này chưa lại. Hạt 25 hết rồi nha. Cái này chưa lại đi sao? Cái này chưa lại. Mình sale. Sale tiếp đó. Rồi cho nguyên con này. Con này size dành cho bé nhà mình 16-17kg. Cái này trong bộ này. Bị lẻ nhà em soạn ra. Bán tặng luôn chị mình 29.000 luôn. Ai nhanh có size 17. Cái này mỗi áo không nha dẻo mà nơi. Mỗi áo không nhá. 29k vàng size 17. 29k vàng toàn bộ cái nào mà chị em mình bỏ qua phí lắm luôn. Bỏ qua một lượt chia sẻ tiếp. Cái này xinh lắm nè. Size 13. Tặng quần 19k size 13. Áo là tặng 29k nhá. Áo 29.000 da cá tàu và size 17. Con này tặng quần. Lên mã tặng quần 19k size 13. Nha, tặng quần 19k size 13. 29 vàng cho Phụng Phan. Nha, chốt mã quần 19k size 13. Quần 19k size 13. Cái này bỏ cho chừa lại luôn sẵn này. Chừa lại. Rồi nhá, tiếp luôn dùng nguyên con này. Size 32kg. Tặng 35.000. Nha, da cá tàu luôn. Cái nào Nguyên cũng đọc cái số ký hết chị ơi. Tự dưng hỏi 19kg biết chị hỏi cái mã nào. Cái mã nào Nguyên cũng họ cũng đọc số ký hết. Chị em cứ đọc số ký trong cứ nghe luôn dùng là được. Cho nguyên con này 35k và size vàng cho Tuấn Kiệt đổ nha. Tuấn Kiệt đổ chưa, khách mới phải lên thông tin giùm em với này. Lên thông tin nha. Chị Tuấn Kiệt đổ lên thông tin giùm em với này. Rồi cho nguyên con này 35k size 32 hồng. 35k size 32 hồng nha, chốt luôn dùng nguyên. 35 xanh size 17 nha. Số ký đằng sau là số ký quay đầu. 35 size 32 cho Phụng Phan. Số ký quay đầu nhé. Số ký đằng sau là số ký quay đầu. Rồi nhá, tiếp luôn dùng nguyên con này xanh. Lên mã xanh cho Nguyên nhé. Xanh size 17. 35k xanh size 17 da cá tàu như vậy mình ơi. Size 17 chút 35 cái nào không nhé. Cái này toàn bộ là áo không như vậy mình ơi. Rồi tiếp luôn dùng nguyên cái bộ này. Lên xanh nha. Cái này có cái quần nữa mà hình như là cái này em bán tặng đi. Bán tặng đi. Size 13, cái này không đồng đi. Tại vì cái này nó xanh có trong bộ lanh á. Size 13 có trong bộ lanh, giờ tìm ra cái quần này, bỏ vô trong đây sale luôn. Lên mã tặng áo cho Nguyên là được. Áo bé cho Nguyên lanh nhé. Áo bé chị nào đó có đơn thì dùng đơn được. Rồi cái này là hàng xã à, một mã áo ngực xúc Pháp size 38. Đây luôn chị em mình con này 59k. Size 39k. Chị Thiên Bình như đang có đơn ấy. Thiên Bình không đồng. Lên mã ngực xúc cho Nguyên là được. Con này em đang đi 75k, hồi nãy đang sale mấy tiền ta? 59k. Đang sale 75. Size này là size chị gì đấy, hồi nãy chị gì Kiệt đấy, không lên thông tin là em bỏ đơn ra nhé. Lên đơn mà không có kèm thông tin là em bỏ đơn ra nhé. Lên mã ngực xúc cho Nguyên là được. Size 38, con này em đang size 75 đúng không? Em đưa chị em con này. Đặng Nhã Ca ấy, Tuấn Nghiệp là Đặng Nhã Ca. Đặng Nhã Ca. Ok. Rồi cho Nguyên mã ngực xúc cho Nguyên là được. Còn em mã ngực xúc cho Nguyên là ok. Lên mã ngực xúc cho Nguyên là được. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên con này. Này nhím thì dài quá vậy. Con này nhím dài quá vậy. Con này size 23, 2223 quần. Hàng da cá tàu nhé. Con này hàng da cá tàu nhé chị em mình ơi. Đẹp lắm. À không, con này hàng nỉ bông. Lót nhung. Con này lót nhung cho bé này 39.000 luôn. 39 cho Nguyên nhé, size 23. Quần cho bé, cái này trai gái gì mà ăn được hết. Quần cho bé cho Nguyên nhé, size 30. À size 23. Size 12, 23 quần cho bé. Còn em mã quần bé cho Nguyên được. Quần bé cho Nguyên nhé. Ui toàn bộ mấy cái mã áo xịn không mà xả đơn này. Chữ nổi 55.000 đi chị em mình ạ. Chữ nổi 55, con này em đi chị em 45k luôn, ai nhanh có. Size này 40 60 mang ok. Brief 45. Nha, lên mã chữ nổi 45. Cái này 45 đi sao? Chữ nổi nâu 45, chữ nổi con này thì nhỏ hơn. Trời, chốt toàn được mấy con áo đẹp không nè. Chị này toàn được mấy con áo đẹp không? Trong anh chữ nổi này có tông tàu nè, con này size 52 thôi.
45.000, đẹp lắm luôn quý vợ mình ơi. Ít ra chị em mình mua rẻ rẻ, người ta bán dạy em 85.000 con nha. Lên mã nổi cam size 52 đi chị em, 45.000 nổi cam size 52 nhé. 45 nè, à, nổi cam size 52 nè, con này theo này, theo phong lửng nè, 39.000 luôn. Chị ơi 45 kề màu cho em nhé. Lên màu nha. Lên màu cho em nhé. Nổi hồi nãy có nổi nâu và nổi cam. Nổi nâu và nổi cam nha. Nha, lên rõ trong là lộ hàng nha. Chốt chuẩn giùm em nhé chị em mình ơi. Chị em mình chốt chuẩn nhé. Tại vì hàng sale thì sự sale rất là rẻ rồi. Mình mua là mình mua chuẩn luôn, mỗi lần nguyên xả này. Mỗi mã xả ra là lỗ xuống. Toàn bộ lỗ xuống khi mà khách đã xả ra thiên xả thiên này. Nổi nâu. Rồi nhá. Chị Thiên Thiên lên thông tin cho em đi chị ơi. Thiên Thiên lên thông tin nha. Lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn cho like dùm Nguyên nhé. Rồi cho Nguyên con này. À, nổi cam nè, nổi cam cho chị nào lấy nổi cam không có chi... không. Chị nào không có chia sẻ. Con đầu là 60kg mang được, chị lên thông tin cho em nhé. Gió nam em có chị ơi, cho Nguyên con nè, phong lửng. Tối nay nam hàng đẹp lắm luôn, áo gió xịn có. Mấy trời Phương Lai nha. Áo gió phối có. Chị ơi, khi mà đi bưu tá đi đi là người ta sẽ điện trước. Nha, người ta sẽ điện trước, con này 39.000. Người ta sẽ điện trước nhá. Trong con này là chắc mai ship á. Con này đi 39.000 nhá, chốt mã 39.000 là phong lửng, 39.000 phong lửng. Chốt 39.000 phong lửng cho nó được. Rồi tiếp luôn. Ủi đúng con này dài tay. Thế? Ai? Cấm kiệt đổ. À quên đại. Lời chị đặng Nhã Ca. À, rồi, cho nguyên con này dài tay, bo rip nhá. Con này em đi trẻ mình 49.000 luôn. Ok, cho Tấn Kiệt Đỗ 39 nha. Con này 49 cao luôn, con này em đang đi 59 cao này dạ em nè. Giá bé em có rồi. Nhưng có được ít cũng lẻ tẻ xí em lên. Nha xí em lên mà cũng chưa trả hết đơn của khách được kia. Thôi con này mới vi tối. Con này lên mã theo 40 60 mang ok luôn. 39.000 ai chốt nhanh nhé. Nhanh có nhé. Lửng đâu em hết rồi. Rồi cho Nguyên con này nhé. Lên luôn dùng mã theo cho Nguyên là được, theo hồng. Đi trả mình con này 39.000 theo hồng. Nhá, chốt mã 39k theo hồng. Lửng khách chốt rồi chị ơi. 39k theo hồng. Dạ, thì nào lấy? À. Hả? Dạ, dài tay 49k á. Dạ, dài tay 49k. Ok, Như Cẩm Nguyễn. Rồi cho Nguyên con này sọc tầng 39.000 luôn. Con này em đang đi 55.000. Đang đi 55, chốt mã sọc cho Nguyên 40-60 mang ok hết. Nha, 40-60 thậm chí 65 mang ok con này luôn. Gáo thầm, hồng. Thầm, thậm chí là 65. Ừ. Gáo hồng. Thậm chí 65 mang ok con này luôn ý. Rồi cho Nguyên con này. Comment mã sọc 39 cho Nguyên là được. Gáo hồng cho sọc 39 cho Nguyên là được. Chốt mã sọc 39 cho Nguyên là ok như chị em mình ơi. Sọc 39k, chị nào lấy sọc 39. Chốt sọc 39 cho Nguyên là được. Rồi sọc tiếp luôn nha. Cho... con này đẹp lắm nè. Con đẹp lắm. À, con này cưng lắm luôn ấy nè. Con này hàng LA 63.000 nè chị em mình ơi. Đây cho em mình 50.000. Hàng LA dày tay nữa nè. Phong lửng lửng nhé, 55kg độ về mang đẹp nhá. Nha, chốt mã này hồi nãy mới đọc xong. 50.000 đi. Chốt mã dài tay 50. Dạ không, em không lên, không không định lên đồ bé chị ơi. Không định lên đồ bé. Ba chốt cái gì đó ba? Ừ. 50 cho chị Lê chưa chia sẻ, trời ơi. Không có chia sẻ. Bộ này bị lỗi cái gì mà hàng hoàn về thì chị em mình nói. Cái này em bán tặng nhé, cũng chưa biết là lỗi cái gì đây. Sao 15 18. Cũng không biết là lỗi cái gì luôn á, nguyên bộ này. Hay là bỏ cái bọc lỗi chứ chưa thấy lỗi cái gì hết. Lê chia sẻ chưa? Chưa thấy Lê chia sẻ anh ơi. Bộ bé size 15. Nhưng mà không biết lỗi cái gì luôn á. Chưa thấy lỗi cái gì hết. Rồi okay, lên mã bộ bé đi. Em không biết là lỗi cái gì đâu. Em đi 50.000 đi, em không biết lỗi cái gì đâu. Tại vì ghi chữ lỗi đây nè. Hay là cái bì, bọc cái bì này lỗi thôi không biết nữa. Nhưng mà không thấy cái gì hết. Nói sọc này là 39 nha. Sọc 39. Nhận hàng gì chị ơi? Nhận hàng gì chị Ni Phạm ơi? Đây nè, chị này chị chút. Bộ 50. Bộ 50 à? Ừ. Bé 50 thấy rồi nha. Chị này chị chút, bộ này bé 28kg mà chị biết thật lắm không? Học lớp mấy ta? Bảo là học lớp mấy? Lớp 7, lớp 8 gì đó. Không phải, không phải. Lớp 6 mà 28. Ok, chị Ly có rồi nha. Em nói 28 cái tầm mấy đứa học rồi, dưới cấp 1, tầm lớp 1, lớp 2 thôi. Ủa chứ còn trời. Lớp 6 ngoài cái này, bộ này chắc tất nhiên là ngắn rồi. Tất nhiên là ngắn nhé chị em mình ơi. Rồi nhá, cái này 28 cái mã này mã 100 này.
mã 100 này nha, lên mã 100 trong được, bộ nó xịn sò lắm luôn da cá tàu. Comment mã 100 trong nguyên là ok, comment mã 100 trong nguyên là được. Đây là gọi bực mình ghê. Cặp quần legging này size 19 chị em mình ơi. Bình thường là chạy 55.000 đúng không? Thường chạy 55.000 thì là 101, với size 90, cái này mình chạy 80.000 hai con. 80.000 hai con quần legging size 18 19. Phạm Lily có rồi nha. Legging bé nhá, 80.000 hai con, size 18 19. Legging bé size 18 19. Cái này lên lỗ vằn tay. Vằn tay bị chấm gì đây? Thấy bộ trăm rồi nha. Đây chị em mình thấy không? Mai bị dư cái này nè chị em nè. Bị lòi dư cái này nè. Không, em không còn bộ nào đâu chị, hàng này hàng xã thôi, không còn bộ nào. Có Phạm Thị Ly nha. Rồi cho Nguyên con này nhá. Cho Nguyên bộ à, con này. Đây luôn chị em mình bao nhiêu tiền? Bị lỗi tay, chút mã lỗi tay cho Nguyên nhé. Đây luôn chị em mình con này là mấy tiền ta? Hàng này em đang sale 59.000. Không phải mắc tiếng đâu, do cứ đang like mà có người gọi á. Cho Nguyên con này nhé, 20k đi. Bị ái xíu chỗ này thôi, 20, chút mã 20. Comment lên mã 20 cho Nguyên là được nhé. Comment mã 20. Rồi tiếp luôn bộ này size 8, 25k. Xây này là xây 8, 25k. Nha chốt mã bộ bé 25 trong là được. Còn bộ ăn xã. Nha chốt mã bộ bé 25 trong là ok. Bộ bé 25k. Gì trời, màu này bao nhiêu người chốt không được. Rồi lên luôn dùng mã này 25k nhé. Tiếp luôn dùng nguyên con này. Tháng này em đi 79k đúng không? Rồi lên mã tháng 69k luôn. Tháng 69k luôn dùng là được. Tháng 69, 40, 60 mau ok. Hàng này hàng hàng xã thôi nha. Chứ còn Nguyên không đi giá này đâu. Thiệt á, Nguyên đang đi 79k rẻ hơn ngoài thị trường rồi. Cho Nguyên con này nhá. Cảm ơn mã hén cho Nguyên 40, 60 mang ok hết. 69k. Rồi cho Nguyên con này. Cảm ơn mã này, con này là vải mì xịn nhá. Size S. Size 50. Size 50 đổ về chị em chúc đẹp con này. Size 50 đổ về chị em chúc đẹp con này nhá. Cho Nguyên mã mì xịn cho Nguyên 69k, hàng 89. Quần mì xịn cho Nguyên nhá. Con này là quần mì xịn. Đi trẻ mình con này giá lên trẻ mình là 69.000. Con này trẻ mình nên mua này. Mì xịn cho Nguyên nhá. 69k cho Nguyên là được. Đây còn con này nữa nè. Còn con này nữa trẻ mình nè. Con này tặng 39k luôn. Đẹp lắm luôn ý. Thấy nha, thấy rồi nha. Con này ai nhanh có này 40 60 gì mà ăn được hết nhá trẻ mình ơi. Con này 40 60 mang ok hết cho Nguyên con này. Mà mới đọc xong mấy tiền. 39.000. Con theo nhá, Borip, Borip giãn theo form nhá. Cho Nguyên mã rip 39 cho Nguyên là được. Rip 39 giãn theo form nha. Chốt mã rip 39 giãn theo form. Rồi con này size 55. Hôm qua thì là cái này mới sale hôm qua chị em à. Mà size 55 là không có à. Con này thực tuyệt ra là em đang đi 55.000 ấy. Không phải đứng, đâu có đứng đâu. Do có người gọi qua là đứng à. Rip trong nguyên con này 40k. Nha, lên mã quần size 55 và 40k. Nha, chốt mã quần 45k và quên lộn 40k và size 55. 40k và size 55 nhé. Lên mã quần trong là được. 40k và size 55. Nha, chốt mã quần 40k và size 55. Con này đẹp cực luôn. Rồi lên mã rip vàng 55k đi chị em mình. Em đi 39.000 luôn. Lên mã rip vàng. Cái này hàng xã mới có giá này nha chị em mình ơi. Có đứng đâu. Bên này có được mà. Có bình thường mà. Có bạn như chị đi. Có lại mạng nhà chị thử nhé. Rồi cho Nguyên con này. Cho Liên Ngọc Hình. Comment mã vàng cho Nguyên 39k luôn. Vàng 39 cho Nguyên là ok. Con này giờ người chốt không có. Người chốt được thì xá. Xịn lắm. Em còn chưa chốt hết đơn của khách nè. Con này còn chưa chốt hết đơn của khách. Đăng lên mặt khách hỏi quá chừng chừng luôn. Chưa chốt được con này. Size này là 65 đổ về. Quần gió xịn. Gió nam xịn con này. Riêng con này em đi chị em 89.000. Quần gió nam xịn 89.000 nhá. Hàng 250.000. Size 65 nha chị em mình ơi, 65. Vàng 39 cho Hồng Nhật Vở. Mới nhận hai đơn hết tiền rồi nè. Rồi cho Nguyên con này nhá. Lên luôn dùng Nguyên con này. Đây chị em mình 89.000 quần gió nam xịn. Quần gió nam xịn cho Nguyên nhá. Rồi tiếp con này. Đi luôn chị em mình 39.000. 39.000. Nhà em vẫn coi bình thường sao chị Ly coi con không được. Khách coi được không? Gió nam cho Phương Lai. Rồi cho Nguyên con này. Áo Nguyên mặc có chứ. Người ta coi được mà.
39.000 con phơm lửng này luôn. Chút mã 39k phơm lửng. Nha chị nào lấy 39k phơm lửng là được. 39k phơm lửng. Rồi con này 39.000 hồng luôn. Phơm này 60 vô tư luôn. Ok. 40 60 vẫn măng ok. Mình bị đứng cái mình ra cái mình vô lại phát là được. Bộ bu ma loại nào chị ơi? Bé à hay là như thế nào? Cái gì con? Ừ. Cái gì vậy chị Bích Liên Võ ơi? Coi nè. Cảm ơn chị. Đã, trời, trong cái con này. Cô biết hết cái này. Biết nhanh thế. Chậm mà. Ê, chậm mà. Sao mày thấy mới vô bây giờ biết xong rồi? Comment mã hồng 39 trong là được, con này có tông tàu xịn đấy. Được rồi nè. Chào. Nhưng mà đằng trước này chưa ghi mà sao ghi đằng sau rồi? Chị bờ ra mà viết cái này đó. Ý hôm qua. Chữ này chưa viết mà. Hôm qua chữ này chưa viết. Chữ này viết trước mày còn viết chữ này nè. Ừ, viết gì lộn ngược ấy. Bài chính hồng cho không biết cộng vô chứ không biết cộng đây nè. Nó ba vô cho con một con chút đi. Là cái bài chính gì? Coi không chia ra. Đen nè. Đâu, hồi nãy lịch trình là viết bài xong là coi tivi xíu rồi ngủ mà chứ làm gì có ai bắt. Cãi bác. Không, không có cãi. Không có cãi. Lửng là đen hả cả. Ừ, con da cá tàu nè. Anh đói quá. Lửng là thiên thiên. Ăn cái bụng tròn mà đói gì nữa. Ủa chứ đau bụng mà. Hết đau bụng. Đẹp lắm nè. Trời đất. Mệt dễ sợ. Vòng ra cái vòng vô cái đói. Con này em xả 69k luôn. Ai nhanh có nè. 69k nhá. Không, đừng có rào này, để cho mẹ bán hàng. Đừng có nói nhiều để mà tập trung bán hàng nhanh còn nghĩ nè. Con coi cái gì trong tủ ăn. Con này đẹp quá. Con này mới lên mà sao giờ xả ta? À con này bị lỗi. Nhà Nguyên Lộc ra nè. Ê dạ mình thấy không? Con này đẹp lắm luôn ấy mà bị lỗi nè. Ê dạ mình thấy không? Nó hơi bị nhạt cái này xíu nè. Hơi bị nhạt cái này xíu nè. Chú Khâm. Cho Nguyên con này. Lên mã lỗi cho Nguyên 20k nhé. Con này hàng sale 59k đây nè. Bị nhạt cái này xíu dạ mình về giặt được bị dơ này xíu nè. Trong mã lỗi chung là được nhé. Chúc mã lỗi 20 à? Bị lỗi 20k nhé. Còn mấy mã lỗi 20 rút cho mình sợ cái nó kìa. Cái nó có ít. Đây nè, đây nè, đây nè. Trong hộp này sợ nè. Bị, con nó bị lỗi á chị nghe. 20k bị lỗi. Đây cho sợ. Cái này có rất là ít. Nên là chị nào nhanh có nè. Không có chồng mấy cô nãy chài rồi. Đừng có lòng vào mà lại bực mình. Thôi. Được rồi mấy cô thấy con nhà. Wow. Wow dùm wow. Thấy con nhàm chán lắm. Chị thèm đâu phải bánh nên nè trời ơi sao không là bánh khổ. Cái này em có ít nè, cái này săn được ít nhá chị em mình ơi. Ăn cái đi, này ăn săn được đi. Ít nha, cái này chị em mình tranh thủ nè. Cái này chị em mình tranh thủ nè. Khăn nhưng mà thơm lắm. Khăn mà chứ có phải bánh đâu. Khăn là wow luôn. Thấy khăn là wow luôn à. Này chị em mình ơi. Dạ chưa, dạ không, không chị ơi, nó cũng lẻ tẻ lẻ tẻ. Cái này là khăn sợi, khăn tre, kháng khuẩn. Ok. Khăn kháng khuẩn, sợi, khăn tre, cái này khăn mặt cho Nguyên nhá. Cái này có ít lắm. Cái này em đi combo 3 cái này chị em mình nhanh này, giá chuẩn, giá bán tặng luôn. Hàng này hàng quà tặng của Lifebuoy, cái này cực mềm luôn. Hàng này là xa khăn, đây nè. Khăn kháng khuẩn, sợi tre. Đây. Cái này có rất là ít, hàng này là hàng săn đựng sale nè. Sang đằng sau nhá, đừng có xé ra con. Ủa? Có sao kỳ vậy? Mà đang con đứa phá. Cái này kỳ vậy? Kỳ vậy? Cái này hàng quà tặng nhé chị em mình ơi. Có chị ơi, cái này em đi luôn chị em mình combo 3 con nhé. Combo 3 con, mà em đi chị em mình bao nhiêu tiền? 29.000 ba con. Nhà lên mã khăn 29.000 ba con rất là ít nên là cái này chị nào nhanh có. Tập trung mày bán hàng. Này chị em mình nhìn nè, hàng này là hàng siêu siêu mềm luôn. Khăn mặt cho Nguyên nhá, lên mã khăn mặt cho Nguyên là được. 29.000 và hẳn 3 con. Vừa săn được hàng rẻ, vừa bán cho chị em mình trên rất là ít. 29.000 3 con khăn như thế này, chị em mình không mua nữa mua cái gì. Có rất là ít nha, này là chị nào lên trước có xa, à, có hàng, lên sau hết hàng. Nha, cái gì? Cái gì? Cái gì wow quá mệt. Để hồi nào con lớn đây con lấy cái nó lâu người. Ok luôn, thế cho con một cái đó. Ok cho con một cái 29.000 nha chị em mình ơi. Cái này chị em mình nhanh nhá, chị nào lên trước là có hàng á. Ôi chết cha. Ôi chết cha chết cha, không in bill được sao ơi. Kiểm tra cái máy hình như là hụt nhá. Chị ơi, 29.000 và hẳn 3 con khăn nè. Cái này là siêu siêu mềm luôn. Siêu siêu mềm luôn. Nhưng mà đúng hàng nè, đúng hàng ấy chị em mình đi mua 15.000 con. 15.000 con là chạy 45.000 đấy.
Em đi chạy mình 29.000 này bà in đi. 29.000. Mà được 3 con khăn như thế này nha, chị em mình lên luôn mã này là khăn 29.000 ba con. Hàng quà tặng của Lifebuoy này chị em. Dạ ba xí. Nha 29.000 ba con mềm cực. Hàng này hàng kháng khuẩn sợ thăng tre. Hàng kháng khuẩn sợ thăng tre em đi combo 3 cái là giá đi chị em mình là chị Trung Trần lên địa chỉ số điện thoại nha. 29.000 ba con. 29.000 ba con cứ đi một combo trước đi chị em mình sợ không có hàng đâu. Đang có ít. Ôi chết cha. Thôi bà chụp chụp màn hình lại bị vượt số lượng rồi, bữa nay nghe máy rồi trời. Vượt số lượng rồi. Rồi ok nhá, chị em mình cứ lên mã này là mã khăn trong là được. Khăn mặt nhá chị em mình ơi. Đi luôn chị em mình, chị em mình cứ lên luôn mã khăn mặt trong là được. Nha ba chụp cầm chụp chụp màn hình lại đi. Chụp màn hình cũng được ba. Chụp màn hình lại đi cho nó nhanh. Nó bị vượt số lượng đơn rồi. Rồi nhá, qua nhá chị em mình ơi, ai chưa có cái mã này lên nhanh tay. 29.000 mà 3 con nhá, không phải là 29.000 con đâu nha. 29.000 và hẳn 3 con. Không phát nữa thì phát cái gì, thiệt luôn. Đấy, nhanh tay như kiểu mà nói 29.000 và hẳn 3 con khăn mặt. Cái này dạ lau mặt thôi. Cứ lau cái gì mà tiếc. Nha. Con này là hàng kháng khuẩn nhá, em qua nha. Chị nào chưa có cái mã này lên mã khăn mặt trong là được. 29.000 và hẳn 3 con. Nha, nghe rõ luôn, dùng 29.000 ba con. Rồi làm việc đúng không? Cho mẹ cái cọc hàng này. Nhanh. Nhanh, rinh hai tay. Rinh hai tay. Ừ. Rồi. Cô lại. Ôi trời. Rồi ok. Trời ơi. Nặng. Rồi nha chị. Em qua mã khăn mặt nhá. Chị nào lấy mã khăn mặt lên khăn mặt cho Nguyên đi. 29.000 và ba con khăn mặt. Cái này cho dễ mình kèm đơn ấy. Áo mặt còn ít thôi để em lên trước. Còn mấy con thì em lên trước. Áo này áo phông rộng nhá. Thấy thấy Nhật Nguyệt mà. Đang thấy Nhật Nguyệt đây. Rồi nha, qua khăn mặt này nhá chị em mình ơi. 29.000 và hẳn 3 con mà. Thôi bán một cái thôi, đừng có bán nữa. Được rồi đấy. Hết được hợp. Thế? Được rồi, hết này. Con một cái thôi chứ con làm gì mà hết. Như mai hôm nào cũng có anh chị, con cho con anh chị cái được không? Con lấy cho anh chị nữa. Anh chị cũng sao hôm nào ba mẹ để cái bé anh chị á. Để là để em bé chứ làm sao để anh chị cởi. Không, để em bé là anh chị đó. Là sao? Để em trai bên gái đó. À rồi ok, à, anh cho mang. Con cái nha. Cho okay. Em bé gái nữa. Ok. Đâu cho em bé trai. Ngọc. Rồi em lên áo đang mang luôn. Rộng to nha chị em mình ơi. To rộng nhá, 65kg còn mang được. Con này chắc của nó không phải là nỉ đó chị em mình ơi. Có tông tàu chéo, xịn sò lắm luôn. Xịn sò lắm nhá, to bự nha chị em mình ơi. 40-62-65 mang được luôn. Từ 40-62-65 mang được luôn. Sale rất là rẻ, còn được có mấy con. Mỗi màu còn được con cái thôi. Em lên nhanh nha. Mỗi màu còn được cái. Hàng này là hàng 135. Da cá tàu chứ còn hàng nỉ thì là em chỉ đi chị em chỉ có 79.000 thôi. Nỉ là đi 79k thôi. Cái này là da cá tàu nha chị em mình ơi. Có mấy con thôi. Em đi luôn chị em mình con này, giá đi chị em mình 89.000 con luôn. Có 4 con kể cả Nguyên đang mang. Đây em đang đi nè, nhanh nè, có 4 cái thôi. Con mập quá. Cái gì? Con đừng có ăn nữa. Cái bụng căng được kìa. Cái này em có 4 cái thôi. 5 4 cá thôi. Em đi luôn chị em mình con này 89k mà nhớ luôn dùng nguyên chất của nó là chất da cá tàu nhá. Chắc có tông tàu chéo chứ không phải là nỉ. Nỉ thì em đi chị em mình hôm bữa em xây chị em 79k thôi. Nha, có tông tàu chéo mà đi 89k một con, không phát nữa phát cái gì. Đấy, cho chị đi tiền cái có mấy cá thôi. 4 cái. Cho nữ chị em đang bán cho nữ nhá. Mình thấy mang được thì mình lấy thôi. Em thì bán cho nữ, mình thấy mà mua cho nam được thì là mình chốt thôi. Cho chị Nguyễn lấy một cái, cho Diệu Hương cái, cho chị Nguyễn bổ một cái em đang mang nữa là hết. Cái đang mang. Rồi nhá, mã này mã chữ hết rồi. Thôi lấy cho chị Trần Nguyễn cái này mã chữ đi. Nhá, Trần Nguyễn lấy cái mã này mã chữ đi. Cứ thấy là chốt liền thôi, 89.000 cái này còn cá thôi. Nha, lên mã 89k, đường cá rồi. Lên mã hình cho Nguyên. To bự cái này 65kg mang được luôn. Nè. 65kg mang được luôn. Nè, to bự như Nguyên đang mang. Nguyễn bổ. Nguyễn Bổ nè, to bự nha, phủ mông luôn, kéo xuống thì phủ mông luôn. Rồi cho Nguyên con này nhá, cái này lên mã hình con cá thôi, hình con cá nhá. Em đọc cái mã nào chị em mình chốt mã đó cho anh chị. Em đi 89.000. Ừ, mẹ cho hai cái. Em đi 89.000 nha. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên, cái này có của nam riêng mà, xíu này em lên hàng nam chị em mình mua hàng nam.
Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này nha. Ừ, lau người cho ưa, lau người lưa lau. Ừ, im để cho mẹ tập trung bán hàng. Con đừng có nói mẹ không tập trung bán hàng được. Rồi lên luôn dùng mã này là mã chó, con cá thôi. Cái này cũng còn con cá thôi. Hết rồi, thôi bỏ cái chữ nó của chị Trần qua, của chị qua cho chị Ti Ti. Chó này con cá thôi. Cái này đúng con cá thôi nha. Cái này nam nữ đều mang được hết. Trẻ mình mua cho con trai lớn cũng được. Nhà đến 62kg mang ok. Con được cá nha, con cá thôi, lên mã chó cho Nguyên là được. Con này hình hình con chó, có đúng cá con chó thôi nha, lên mã chó cho Nguyên là ok. Giá này chạy lên 89k chó nhé, 89k. Con được cọc này nữa hết. Chà bình yếu rồi bà ơi, quên. Bộ xanh là 180 chị ạ. Bộ xanh của em là 180. Để cho mẹ tập trung bán hàng, mẹ không nói nhiều nữa nha. Đừng để mẹ nói nhiều nữa nha, bực mình lên là quýnh sưng đít á. Rồi lên lên mã này là mã. Ok, con đi vô phòng đi, con đi vô phòng cho mẹ đó, cho Tấn Kiệt đổ. Rồi cho nguyên con này nhé, con mấy cái thôi nè. Lên mã mặt cười xinh chưa, lên mã cười cho Nguyên nhé. Em đi 89k chị ơi. Này, lên cho Nguyên mã cười cho Tấn Kiệt đổ có đẹp lắm nha. Luôn ấy, 62, 65 gì mang được hết con này. Cho Nguyên mã cười cho Nguyên là được nhé, 79k. Mà em chạy chạy mình đang chạy là chắc có tông tàu chéo như này chị em mình. Có tông tàu chéo chứ không phải là nỉ, nỉ thì nó rẻ hơn nhá. Đang đi nỉ gì em mình rẻ hơn, nỉ em đi 79k thôi. Rồi nhá, lên mã cười trong là được. Lên cười trong là ok. Cười có mấy con à? Cười cho 89k. Nha, lên mã cười. Cười cho Nhật Nguyệt luôn. Cười cho chị Nguyễn Thu Hà luôn. Nguyễn Thu Hà. Rồi nhá, ai lấy mã cười nữa, chút mã cười trong em còn 4 cái. Nha, form này 62, thậm chí 65 còn bông trang được cái mã này nhá. Chị nào lấy cười lên cười chung là được nha. 89k con. Chị Minh Phạm. Rồi ok, còn được hai cái mã cười. Giá 89 nhá. Lên cười 89 cho Nguyên là ok. Da cá tàu nhá, là chắc có tông tàu chéo á, chứ không phải là nỉ. Nỉ thì nó rẻ hơn nhiều. Đây, ai lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhá. 89k mã mặt cười, còn hai con mã mặt cười. Và con cái cười kem như thế này nè. Một cái mã cười kem như thế này nè. Chị nào lấy cười kem chút, cười kem và cười nu nhá. Giá đi trẻ mình là 89k. 89k nhé. Ai lấy chốt nhanh tay cho Nguyên nha chị em mình ơi. Có hai con bò này bỏ ra bán tặng luôn cho chị em mình. Cái này mua về cho bé. Hai con mũ bò này bán tặng cho bé nhé. Lên mã mũ bò cho Nguyên là được. Còn sáu được hai cá. Cái này chắc cũng là chắc có tông tàu chéo luôn, bỏ cái. Đi vô. Nhanh. Đưa cái bút cho bà xã, đưa cái bút cho bà xã. Có hai mã cửa, mã bò này chị em mình ơi. Lên cho Nguyên bò nhé, con này em đi 79.000 luôn. Ba không cho. Thì tính sao? Cho Nguyên bò nhé, được hai con bò này thôi, đi 79k nó. Chị nào lấy bò lên bò cho Nguyên. Cứ miết đâu có tập trung bán hàng được. Nó Nguyên Thiên nó coi. Cho Nguyên nhá, được hai con bò, phom to phủ mông giáo quần. Nha. Phom to phủ mông giáo quần, chị nào lấy bò comment bò cho Nguyên là được. Xịn lắm. Hai bộ. Không, trời ơi, từ từ. Chị đang lấy cái nào? Bộ này hả? Bộ 6 hả? Chờ em xíu xíu em lên. Đừng lên trước giờ không nhớ. Sang cái này chị em mình ạ. Sang cái này cái đã này nè. Hàng này 350, 380.000 một con. Con này là hàng xuất khẩu nha chị em mình ơi. Chị em mình kèm cho Nguyên, đừng chọn màu nhé. Nên mua. Này chị em mình nhìn cái vải của nó nè. Con này là hàng xuất khẩu nha chị em mình ơi. Con này hàng xuất dư á. Bò cho chị Thu Hà. Bò chị Thu Hà. Bò là 79k nhé. Còn một con bò Thu Hà Quảng Nam nè. 79k nè. Chưa, em sắp lên rồi đây chị. Chờ em xíu xíu. Chờ em xíu xíu. Rồi cho Nguyên mã này là mã sút cho Nguyên là được nhé. Không chọn màu nhé. Có màu đen với màu xanh này thôi. Nói chung là còn size nào thì em bóc size đó nhé. Áo sút cho Nguyên là được nha. Comment mã áo sút. Cái này có số lượng ít. Rất là ít. Hàng này là hàng sút dư như vậy mình ơi. Hàng này săn được thôi. Toàn bộ ở dưới có cái boy này. Chị nào mà mang cái dài quá chị em rút lên cho Nguyên nhé. Size như vậy mình đến. Cái này form nó to. Hàng xuất khẩu form to lắm. Size này đến 68kg còn có size nha. Nhưng mà chị nào lên trước có size, chị nào lên sau là hết hàng rồi. Cái này chị nào lên trước có size nhé, chị nào lên sau là hết hàng nhé. Lên mã áo sút chung là được, kèm chung những số ký. Màu gì cũng được như vậy mình ơi. Hàng này 350, 380.000 một con. Áo xuất khẩu như vậy mình ơi. Hình thức thì nó không có được gọi là không được màu mè lắm ấy. Nhưng mà chắc của nó rất là xịn. Hàng chắc xịn lắm luôn á. Cho Nguyên con này nè. Áo sút của nữ nha, không phải là của nam nha chị em mình à. Áo sút nữ cho Nguyên. Con này em đi luôn chị em mình, 95.000 một con, kèm trong số kế là được.
lên mã xúc kèm số ký cho Nguyên là ok nhé. Cái này thì hình thức nó không có được màu mà không có phối viết đồ, nhưng mà là dòng hàng xịn, dòng hàng xúc nhé dạ mọi người, có số lượng rất là ít cho Nguyên con này nhé. Lên mã xúc 95.000 một con này không săn được nữa tiếc, có số lượng rất là ít. Những cái mã này ví dụ như hàng mà hàng người ta mới lên mới ra, thường ví dụ hết đợt này nhập đợt khác, hết đợt này nhập đợt khác, nhưng mà riêng hàng xúc mỗi đợt có săn được số lượng rất là ít thôi, và về một đúng một đợt nha. Chắc là phải ghi thôi chứ còn hết rồi. Cho Nguyên con này xúc kèm cho Nguyên có số ký là ok, cứ kèm số ký lên rõ số ký cho Nguyên là được, không chọn màu nhé. Lên mã áo xúc kèm số ký 95.000, hàng 350-380, hàng mà đi chợ mình con này chưa tới 100.000, kèm số ký nhé chị ơi nha, kèm số ký cho Nguyên là được nha. Áo gió đó chị, con này là áo gió nữ nhé, còn mấy mã áo gió xúc nha, chị nào mà thấy dài chị em mình rút lên cho Nguyên nhé, đi cho nó nhanh. Ai lấy cái này lên nhanh tay nhé, xịn sò, em nói là xịn sò. Đây là những cái màu này chị em mình không thấy được nè, cái màu sáng chị em mình thấy được cái văn vải này, nhìn cho Nguyên này, thấy cái văn vải không đấy, dòng xịn nha. Đài size đến 68kg luôn á, nhưng mà em nói trước chị nào lên trước có size nhé, chị nào lên sau là hết size chịu, chứ giờ em không chốt luôn trên like được nha, cứ lên số ký cho Nguyên là ok. Dạ chị ở 95.000 con, phát đi, phát ngay vào luôn hai tông màu này thôi. Nói chung là có size gì, màu nào có size là nhà Nguyên bóc, cứ màu nào có size là nhà Nguyên bóc. Hình như là được 101 con vậy, có được có 101 con nhé, mà cái này em chưa bỏ sỉ. Em chưa bỏ sỉ đây, chứ những cái mã này mà nhiều khách sỉ nhà em mà treo sốt ấy, ưng lắm luôn, rẻ mà, 95.000 con nhé, 95.000, chưa chị ơi. Rồi nhá, ai lấy cái này lên luôn dùng em nhá, lên nhanh tay để em qua áo nam. Lên nhanh tay để em qua áo nam nhá. Chị nào lấy áo xúc nữ, cầm em áo xúc nữ kèm cho Nguyên cái số ký là ok nha chị em mình. Áo xúc nữ kèm số ký, cái này có hai cái hàng lẻ lẻ nè. Dạ không, chị ở đấy 68 ký thôi. Em chốt đấy 68 ký nhá, mình ok một chút. Chút là gió đó. Ừ. Áo gió nữ hàng xuất khẩu á, được 101 con phải. Rẻ, không chọn màu. Không có chọn màu, phát luôn hai con hai màu. Cứ vô nhà Nguyên tự nhiên thấy rã hàng rã dễ sợ luôn, gọi là rã dễ sợ. Có hết đi cho nam, có hết đi cho nam luôn. Giờ lên đây chị em mà nói cái này có hai cái bỏ ra bán tặng phát cái đã nè, hai cái bỏ ra bán tặng phát đã nè. Rồi cho Nguyên con này nhé, áo xuống là 95, áo Nguyên đang mang đang hết, tạm hết nha. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên con này, cái này bán tặng thôi, cái này là áo lụa nhé, áo kiểu lụa. Thì chị em mình mua con này nhiều rồi, size 55 độ về em bán tặng luôn nhé. Cái này giá bán tặng nhé. Ngủ rồi con, ngủ rồi. Tặng nó con này 35.000 luôn, con này hàng 69.000 của Nguyên, còn đúng hai cái không chọn màu. Size 55 độ về lên mã áo kiểu lụa nhé, có hai con thôi. Phải đẹp lắm, con này đẹp lắm. Chị em mình mua thử con này đi, nhưng mà không còn hàng đâu. Sót lại hai cái tặng 35 luôn. Không, chị em mình đang mua con này 69.000 đúng không? Áo kiểu cho Nguyên nhá, dòng lụa nha dạ mọi người, tặng 35, màu gì cũng được, chị nào ok chút lên mã lụa cho Nguyên là được. Áo hết đi nam có, áo khoác nam có. Giờ em lên đây, toàn xây bự, hàng xịn đẹp. Giờ em lên nhá, giờ em lên đồ nam đây, có hết đi chị ta. Xịn, em nói là quá xịn, nhận mấy đứa con này về sướng tay thôi chị mọi người. Khoác đây đúng không? Khoác cái... 35 à? 35.000 sao? Cho hồng nhật vỏ. Áo kiểu lụa ấy, siêu rẻ đẹp luôn, siêu rẻ đẹp nha chị em mình ơi nè. Rồi áo Nguyên đang mang hết rồi chị ơi, hết rồi. Trời ơi, nhìn hàng cho Nguyên này, áo kiểu cho Nguyễn Vũ Tiến, mỗi mẫu có vài con thôi, 350-300 mấy nghìn con này, size 62 đổ về xịn nha. Con này size 62 đổ về là chị em chốt ok cho nam nhá, mẫu hai lớp cao cấp với chị em mình ơi, chạy hàng nam nha, chạy những cái này sướng này nè. Đây quay cận luôn chị em mình coi hàng, toàn là hàng 350.000 một con hết nha chị em mình nhá, 350-380.000 một con, không có giá rẻ. Đây chị nào mà nhìn hàng đủ hàng xịn, nhưng mà mỗi màu có một cái thôi, nên là chị em mình tranh thủ sang con này 62 cái độ về cho size L nha. Lên mã mũ size L cho Nguyên được của nam nhá, của nam nhé. Em đi luôn chị em mình con này, giá đi luôn chị em mình con này 119.000 một cái, 119.000 một cái nha. Thứ con cá thôi, chị nào lấy cái này lên nhanh tay lên mã mũ nam,
119 nha chị ông ơi. Size này 62 cái độ về. Nó không có được số lượng nhiều đâu. Em nói cái này không được số lượng nhiều đâu. Thứ rất là ít. 119.000 con này nhá. Size L. Lên mã L119 cho Nguyên là ok nha chị ông ơi. L119 có cả, còn có cả có mũ, có cả không mũ nè. 119 nhá. Con này dòng da cá tàu này. Đẹp chưa? Size này size 70. Size 70 thì chạy ra là cái là 120 đấy. Mua 380.000. L cho tí tí. Mua 380.000. Con này da cá tàu này chị em mình ơi. Phối nhá. Con này không ngủ em đi luôn chị em mình, nói luôn cho chị em mình mã này là mã 105 nha. 105 riêng không ngủ đi chị em mình, 105. Trộn chung hết, bỏ chung hết vô trong này rồi. 105. Size 70 đó sao? 70 cho. Size 70 đấy. 105. 105 size này là dành cho những anh nam nào 68 độ về. Lên mã 68 độ về, toàn dòng hàng xịn nha. Em nói là săn tới này mà không săn được vài con này cho chồng thì hơi bị phí. Cho nguyên con này nhá, lên mã 6 size 68 kg, 105 cho nguyên là được. Em đọc cái mã nào chốt mã đó giùm em. Đừng lên số ký trước. Cho tì tì. Đừng lên số ký được xíu nữa, áo khoác nam này cũng bên hàng bên nào cũng rất là xịn luôn ấy. Rất là xịn luôn. Rồi lên đen cho nguyên là được. Đen này size S này, đây này, có cái đen này size S. Này. Size 55 57. Đen size S, size 55 57 nha chị em mình ơi. Lên mã đen S cho nguyên là được. Size 55 57 con cái, đẹp lắm luôn ấy. Đen size S, size 55 57. Chị nào lấy đen S 55 57 em lên hết ấy rồi em lên khoác sau nhé. Còn được 5-60 con thôi, có nhiều nha chị em mình ơi. Được tầm 5-60 con thôi, không có nhiều đâu. Ừ, con này còn mũ này. Mũ size XL, XL. Mũ 119k và size XL 65 68 2X 70. Được một cái size M. Không biết coi chưa. Mà cái đòn của mình nó ở trong mà ta. Đen size S kìa sao. Nè, có cái toàn bộ ấy ra là xé tát hết. Giá là 350.000 con đấy. Cái này có size S, mũ size nhà mũ size M. Mũ từ từ. Đen không? Đen hồi nãy á, đen S hồi nãy đó sao? Cho wedding. Xịn lắm, em nói là xịn lắm. Cái này là sang đen được cái thôi. Đen cho wedding nha, đen 105 cho wedding. Tì 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 một cái này. Cho tì 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 tì. Hai cái, hai x à? Không có. Được một cái này. Cái này 105 à? Một x này. 119. 119. 105 là cái hồi nãy khác à? Không mũ là 105, có mũ là 119.000. Chị tì hai cái luôn à? Hai cái. Còn hai cái size M, một cái size 1X. Hai cái size M tầm dưới 60 là được, 1X là đến 65 cái còn mang ok. Nha chị em ơi, nhìn nè. Xịn giả mang luôn. Cái này không phải màu trắng nha chị ơi, màu xám xám. Trắng, màu xám ấy, size dưới 60. 1X cho chị Hưng Nguyễn. Đá này toàn đá theo nhé, 1X cho chị Hưng Nguyễn. 119. Rồi, áo quần lụa đây đây đây, 1X nè sao? 1X đây nè. 1X nè. Rồi còn size dưới 60, size M. Còn size dưới 60 size M nhé chị em mình ơi. Nha chị nào lấy dưới 60 chốt dưới 60 xịn lắm. Còn size M nhé. Mũ size M trong nguyên là được. Trời ơi. Cái này mà chị em mình mua cho con trai lớn nó cũng rất là ưng nhé. Chốt lên mã mũ M trong nguyên. Không mũ hồi nãy hết rồi chị. Còn hai cái mũ size M. Chị nào lấy mũ M chốt mũ M trong nguyên là được. Xám nè. Ừ. Xám M đấy. Xám M cho Nguyễn thì liễm. Còn một cái xám M. Giá lên luôn chị em mình là 100 mấy sao? 105. Áo quay lộ 119.000 con. Có mũ 119 xịn lắm chị em mình, cứ mua thử con này đi. Ôi chết trời. Cái này bị bao nó bị ấy rồi. Bao nó bị ấy rồi. Rồi nhá, tiếp luôn dùng nguyên nè. Cho chị Thúy Hoàng cái nè. Thúy Hoàng cái. Thúy Hoàng. Ừ. Rồi đen này có hai cái size M, size dưới 60. Đen này có hai cái size M, size dưới 60 như vậy mà em nói xịn hết, cỡ xịn luôn 105. Cái này da cá tàu. Da cá tàu. Phối size dưới 60. Cái này tầm 57 độ về chị em chốt được. Chị nào mà có con trai lớn ấy, mua cho cái này nó rất là ưng. Á đang mang hết rồi nhá. Ủa chị Hiền Nhi Nguyễn có cái gì đâu mà. Đấy hai áo rồi nha em. Nãy giờ chưa được chưa, cái nào Hiền Nhi Nguyễn chưa. Bây giờ đọc chốt kìa. Chị em mình ơi, khi nào mà bên nhà em đọc. Đấy như thế đến lúc chốt đơn kêu chị chốt nhiều lắm mà sao không có con nào. Chị lên sao hết hàng rồi. Size M này chị em mình ơi. Size M nè. Đấy, lên mã đen M trong là được 105. Nguyễn Hiền nè. Đi Nguyễn Hiền, cho Nguyễn Hiền. Nguyễn Hiền lên số điện thoại nhé. Chị Hiền Nhi ơi, chị chưa được cái nào hết.
Đấy, đến lúc chốt đơn kêu là chị chốt nhiều lắm hay sao giờ không được cái nào, được con cái mất công chưa? Nghe rõ nha, cái nào nhà Nguyên đọc tên mới có nha. Vì hàng này thứ con cái. Thì Nguyễn lên thông tin nhé. Không biết nữa luôn, còn một cái đen CM. Đen CM trường Nguyễn Văn. Rồi màu xám này sẽ XL 105. Xám XL 105. Ok, Nguyễn Hiền ghi 290 đi. Nguyễn Hiền 290. Rồi lên luôn dùng nguyên con này. Xám này size 57. Xám này size 55 57 nha chị em mình ơi, đẹp lắm luôn ấy. Xám size 55 57 105. Ác đen người ta không chốt rồi mà mờ không ngủ làm gì có. Chị Hiền Nguyên Nhi Nguyễn chưa có cái nào hết á. Trời ơi khổ. Cái này có một cái thôi nè, bỏ cái bì của hắn chẳng đẹp nha cả. Rồi nhá, cái này có một cái size này. Mờ đen hết rồi, cái này xám size 57. Có mũ có mà, có cả có mũ, có cả không mũ. Em sale nhá. Này, đen size M còn này. Đen size M còn kiểu này này sao? Size 57. Đen size M còn cá này, size 57. Da cá tàu như chị em mình không? Ôi con này nhung không, con này size nhỏ lắm. Con này là nhung, con này size nhỏ lắm. Nó size M nhưng mà tầm 55kg thôi. Nha, lên mã nhung cho Nguyên này. Con này là nhung nhá. Con này là nhung nha chị em mình ơi, size 55kg thôi. Nhung size 55 trong nào được. Đẩy qua cho sao. Đúng xám size này biết. Lên size cho em cho nó rõ. Size Nguyễn Bảo Ngân nha. Đây này cho bà sợ còn cọc nữa. Anh áo có mũ nè. Còn cọc bên kia có mũ nè. Đó. Màu xám. Ừ, đó. Hay là khoác rồi. Khoác. Ít lắm. Đây là chị em mình tranh thủ. Nguyễn Bảo Ngân lên cái. Size nha. Vàng có một cái size dưới 60. Rồi lên vàng cho Nguyên nhá, size dưới 60. 105 nhá, vàng size dưới 60, chị nào lấy vàng dưới 60 comment lên luôn dùng nguyên là ok như vậy mình ơi. Vàng và size dưới 60 nha, chị nào lấy vàng size dưới 60 đây nè. Khoác nhiều màu đẹp lắm luôn, em để nó lên khoác sau. Em lên mã này trước rồi lên khoác sau như vậy mình ơi. Vàng nha. Cho Nguyễn Hiền. Dưới 60 thôi. Con này size 62. Rồi thêm cái gì tê tê một cái này. Tê tê thêm cái này sao. Rồi còn lại cái này size dưới 62kg là ok nhá. Rồi lên mã mũ hoặc là lên mã đá size dưới 62. Vàng nguyên hết nhá. Lên mã đá size dưới 62 là chị em chốt đẹp. Vàng khách chốt rồi chị em. Vàng hết rồi nha. Rồi con này nó đã lắm. Size dưới 62kg thôi nha. Mũ của nó là mũ 2 lớp như thế này nè. Mũ 2 lớp nhá. Dưới 62kg là ok nè. Đây. Lên mã này là mã đá cho Nguyên. Khoác gì chị ơi, từ từ chứ. Nãy giờ đã lên bao nhiêu phút đâu mà kêu chờ mỏi mòn. Comment lên luôn dùng Nguyên nhé. Chốt lên luôn mã này dưới 62 cái là chị em chốt ok. Lên luôn dùng mã đát cho Nguyên nhé. 119.000. Riêng có mũ là 119.000. Cái này chị em mình nên săn. Hắn quá là xịn luôn ấy. Nha, chị nào lấy mũ cho Nguyên là được. Mũ cho Nguyên là được. Nha, mũ có 3 cái. Mũ có 3 cái là size dưới 62. 119k. 62 kg đó, dưới 62 kg đó xả. Nguyên đổ 62 kg ok. Con này size S. Con này tầm 55 đổ về chút đẹp lắm. Trời ơi, con này dài cộm cùng côm luôn. Trời ơi cái con này. Trắng S trong là được. Xám một cái rồi đó cho Nguyễn Bảo Ngân. Mà size xám gì? Hồi nãy xám này nè, xám này XM là bao nhiêu kg? Tầm dưới 60 thôi. Dưới 60 đó Nguyễn Bảo Ngân nghe. Con này trắng size S. Em đang lên áo nam hả? Gì trời. Đang đi áo nam, con này dày cộm cộm cơm luôn. Nha, chị nào lấy trắng ép. Trời con này xịn lắm. Chị em muốn ngang, một lấy chị năm, đặng Lina. Con này cây đặng Lina. Bỏ vô cái bì của hắn cho xịn sao. Cái bì trắng đẹp. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên này. Còn hai ba cọc nữa là hết. Ít lắm. Cái này săn được rất là ít. Con này có một cái 105 size 57. Trắng size 57 105. Cầm cái con áo nó mướt dễ sợ luôn á. Trắng size 57 105. Chị em mình nghĩ 105 bằng chị em mình đi mua cái áo tay cọc bình thường thôi. Chị em mình đi vô shop bằng tay cọc bình thường, chị em mình đi mua 150, 180 hoặc là 201 là chuyện bình thường. Một khi mà mua cho Tình Ngô cái áo thun ngắn tay thôi. Có tông thường thôi á, nằm mà đi vô shop là 201, 202 rồi. Đây, chưa nói tới con này. Da cá tàu xịn mà dài tay như thế này. Lên mã trắng cho nghe được. Cho chị Nguyễn Văn. Nguyễn Văn. Okay. Nguyễn Văn 818. Nguyễn Văn 818. 818.
trắng con đó chị ơi, đẹp xịn lắm luôn. Con này 5 linh này. Size 55. Size 55. Lên mã đen size 55 cho con là được. Con cá đen size 55 nhé. Comment lên đen size 55 có một nha. Lên đen size 55 cho con là ok. Đen size 55. Trắng em hết. Còn đen size 55 nhé. Không ngủ là 105. Trời ơi, nó xịn. Cho nguyên con này nè. Size 65. Đen size 65 có một cái. Đen size 65 nhé, một cái. Chị nào lấy đen 65, chút đen 65 cho là được. Có một cái đen size 65 105 nha. Đen 65 105 nha chị em mình ơi. Nha, chị nào lấy đen lên đen cho là được. Đen 65 và 105. Đây chị em mình nhìn cái con áo khoác của hắn này. Cầm 5 con áo khoác mà nặng trên luôn. Đen 65 cho Liên Nguyễn Bé. Còn một ít áo có mũ á, từ từ cho lên cái cặp này luôn đi sao. Cho bỏ cho đẩy cho bà xả mấy cái cặp này luôn đi, rồi lên áo khoác xong. Đây đây không có áo khoác rồi. Đây. Đó, vàng rồi cặp nữa nè. Cho hết luôn. Đen 65 hết rồi nha. Vàng này size 62, cái này chị em mình mua về cho mấy đứa lớn, mấy đứa size 62. Mấy đứa học cấp 2, cấp 3 nó cũng rất là ưng. Cảm ơn chị Minh Hiếu nha. Trời ơi, cầm cái áo nè. Vàng size 60, 62, thậm chí 65 còn bon chen được con này. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Thậm chí 65 còn mang ok con này. Phải nó đã lắm. Nè, chị em mình nhìn hàng này. Hàng này là hàng cao cấp 350.000 một con đó chị em mình ơi. Nhìn nè. Bao nhiêu là thứ top. Cho nguyên con này nhé. Comment mã vàng cho nguyên. Size này dành cho nam 62, thậm chí 65 còn bon chen được. Xét lời như thế này phong to. Vàng này có 2 vàng con. Vàng Kim Chi Nguyễn. Có 2 con à. Cho Liên Nguyễn con. Bé. Rồi nhá, chốt mã vàng, hết vàng. Xịn. Xịn lắm. 105 nha sao. Không ngủ là 105 nhá, 105. Rồi trắng cho nguyên cái này size 55 thôi nè, size S. Trắng size 55 size S. 105. Nguyên đọc cái số ký hết mà, ví dụ như trắng 55 có nghĩa là 55 kg. Trắng 62 có nghĩa là 62 kg. Đó, đọc cho nhanh chứ không mà. 70 kg này không có. Ui. Con này mà size S nhưng mà form này gọi là form to. Con áo này áo form to nhé. Lên mã trắng S cho nguyên con này form to này. 55 thì chỉ 57 kg mang ok. Lên mã trắng S có một cái nha. Chốt mã trắng S một cái. Giá đây luôn trẻ mình là 105. Trắng S một cái, chốt mã 105 cho nguyên là được nhé. Trắng S 105 cho nguyên là ok. Trắng S và 105. Đây này size gì đây. Đây này size 62. Trắng S cho chị Hà Phạm Thị. Hà Phạm Thị trắng S. Đen size 62. Comment mã đen 62 chung là được. Đát đen size 62. Chị nào mà sành hàng là biết, nhìn là phát bát, biết thành hàng xịn rồi. Đen size 62 trắng em hết. Có mũ em còn được mấy mã đây, chờ em xíu xíu. Còn được mấy mã có mũ cũng gia cá tàu. Rồi nha, chốt lên luôn dùng nguyên con này. Comment mã này là mã đen và size 62 ký. Chốt lên luôn dùng là ok nhé. Đen size 62 còn một. Có hồi nãy có mũ còn cái màu xám này nè. Xám size 62 này chị nè. Chị lấy chốt nè. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Size 62 luôn. Đen Linh 62 nhé. Cho Trần Nguyễn. Con này chuẩn Linh nhé. 105 cho nguyên con này. Size 62 cái này là gọi là màu muối tiêu ấy. Trong mã muối tiêu cho nguyên nhé. Đẹp lắm. Hắt đi chị em ơi. Comment mã muối tiêu cho nguyên là được. Rồi còn cặp này nó hết. Cặp này nữa là hết. Còn mấy cái áo có mũ các em lên chị mình khoác luôn. Đi tốc độ. Hết. Xanh nó áo polo mà sao? Xanh áo polo mà. Đâu, xanh dài nó là khoác mà. Ừ. Nó là đen 62. Muối tiêu cho Liên Nguyễn Bé. Con này có một cái là size S, size 55. Size S, size 55, chữ này toàn bộ chữ theo hết chị em. Rồi nhá chị. Áo trắng còn có mũ, còn một ít có mũ nhá. Lên mã xám size S, size này size 55 đổ về nha chị em mình ơi. Xám size S 55 đổ về 105. 55 đổ về nhá. Rồi lên mã xám S 55 đổ về. Muối tiêu hết nha. Xám S 55 đổ về là chị em cho ok. Comment mã xám S chung là được. Con này là áo da nè. Con này bỏ riêng, treo riêng cho nó sao. Nó treo riêng hồi lại trong máy. Rồi nhá, tiếp luôn dùng nguyên con này. Size M. Lên mã trắng size M. Size 57. Trắng M 57.
gọn lấy 60 nha, 105 vải này, vải này trắng mờ trong ra được nhá. Chị nào lấy trắng mờ comment mã trắng mờ cho Nguyên Lộ ok nha. 57 và gọn lấy 60 nha, chốt mã trắng mờ 57 và gọn lấy 60 nha, chốt lên luôn này. Kiếm con áo rộng rộng mang con này, giờ dài lắm. Hello Cúc Hoa, 57 chốt nhân tay cho nha. Còn trắng cho nữ trần. Size 57 đi chị em ơi. Size 57 nha. Size 57 kg đó. Chị nào hôm bữa nhận cái con áo áo bé mà 75 nghìn, đây là những cái dòng chắc như thế luôn. Hôm bữa mà sale con áo bé 75 nghìn mà hàng tàu đó, là y chắc như thế đó chị em mình. Xịn cỡ đó đó. Rồi còn mấy con có mũ nữa nè. À, lên nắp cái này. Cái gì đó chị Hiền biết chưa được con nào hết à. Chưa được con nào luôn à. Con này là khoác rồi. Con này là khoác rồi. Size L. Trời ơi chắc. Khoác size L. Size 62 đổ về nè. Chị em mình nhìn hàng luôn dùng như này. Xịn lắm. Con này có lên trang cá nhân ấy. Con này là khoác rồi. Size 62 đổ về nha chị em mình. Cái này thực sự là không có đèo ri, hàng này là săn được hàng sale thôi. Chắc là hơn 300 mấy nghìn đi. 380 400 nghìn con áo khoác mà. Có lại săn được hàng sale, nó không có được đầy ri nha chị em mình ơi. Hàng này là thường em không có đi nhập được đâu. Viện đắt quá. Hàng đắt quá không có nhập. Nhập về kiểu mấy trăm nghìn về bán chị em kiểu gì. Cho nguyên con khoác nhá. Con này em đi luôn chị em mình là 129 nghìn. Khoác 129 cho nguyên nhá, nhìn chắc này. Khoác 129. Áo nam chị ơi, xịn lắm. Khoác cho Ngọc Thanh Võ. Cái này xịn lắm, chị em mình yên tâm mà chốt. Xịn lắm luôn. Đây đây đây. Săn cho chồng chứ, phải săn cho chồng, tối nay phải săn cho chồng được vài món chứ. Con này áo nắng rồi. À, con này khoác ấy rồi. Con này lên mã đen chung là được. Nè. Phải này xịn quá trời. Hay chưa con này. Mà size to rồi, size 68. Đen size 68. Con này đen size 68 nhé chị em mình ơi. Chồng khoác thể thao á, đây này. À, nhiều. Đây chị em mình coi cặn cái vải luôn dùng nguyên, xịn lắm. Cho nguyên con này size 68, đen size 68 cho nguyên là được nhé. Đen size 68 129 nghìn. Em đọc cái số ký á chị em mình, cái độ 8 nha. Cái độ để cái số ký cho nguyên là được nhé. Để số ký cho nguyên là ok. Đen 68 cho Khánh Nguyễn. Con này size 65 xanh. 65 xanh cho nguyên là được. Đắt xịn nhé chị em mình ơi. 65 xanh. Em nói rồi, bình thường em không nhập cái hàng này, không vì không phải là không nhập được, mà gọi là nó cao quá em thôi né né ra. Xanh size 65 nó cao nè, né né ra. Xanh 65 cho Ni Phạm. Thì bình thường cái này chị em mình vô shop. Vô shop 300 mấy nghìn vô shop. Đây còn một con xanh nữa nè. Còn một con xanh size 65 nữa nè. 65 xanh cho chú anh Trần. Anh Trần. Anh Trần. Rồi con này đen size 57 rồi. Đen size 57. Đen này size 57, mùa nào cũng mang được. Giờ mua giờ mang cũng được nha chị em mình ơi. Đen này hơi ngầu ấy. Đen này kiểu ngầu như này này. Đen này hơi ngầu nhá. Đen size 57. Giờ mang được nhá. Qua mùa nắng mang con này cũng ok luôn. Đen này hơi ngầu nhá, kiểu in sao thế này. Rồi lên đen cho nguyên là được nhá. Size 57, đá xịn luôn. Đen size 57. Nha, chị nào lấy đen size 55 57 là ok nhá. Comment đen size 55 57 chút nha. Lên đen size 55 57 kg mang ok. Lên đó chị em mình chờ. Đen 57 cho anh Trần. Thế cho chị Nguyễn Hành ơi. Cái này thứ con cái à. Nó kéo ra cả hàng. Sao vậy hả? Thành Tiên Hoàng kìa. Tình Ngô ơi. Sai gì đây? Size 65. Xanh size 65. Size XL. Xanh XL nha. 75X lắm chị. Nhìn nè. Xanh size 65 đắt xịn cho Nguyên nhá. Xanh size 65 vải này cũng thực sự cũng không xanh biết là vải gì mà sờ cũng đã lắm.
Nói chung là xịn lắm. Không chính xác, không ấy được cái vải. Khóa của nó là khóa chống trượt, nhìn hàng hai da. 65 cho Thúy Hà Ngô. Hôm này hai da đấy chị em, nó xịn lắm. 65, bảo bì đi sao. Con này là bumper này chị em mình. Có bumper nhá. Nó cào xóa cái giá này. Có cái còn giá là 385.000 nè. Hắn cào hết cái giá đi, cắt hết cái giá đi. Mình săn định gieo à. Hắn cắt hết giá đi. Cái này size 57 bumper. Đây. Size 55 57 bumper nhá. Con này dạng khoác bumper. Mùa này mang được rồi. 75x lắm chị. Con này là bumper nha chị em mình. Nhìn nhìn cái này tưởng không giãn nha nè. Nhìn nè. Nhìn cái áo tưởng không giãn, gọi là này dòng gì ta? Cái chắc này là chắc gì đây ta? Không, size này là size 57. Bomber size 57 nhé chị em mình ơi. Bomber này size 57, chị nào lấy bomber size 57. Cái này là không mũ nhé, size 57 xịn lắm. Em nói là xịn lắm chị em mình, mua cho chồng, mua cho con nha. Size 57, chị nào lấy size 57 chút size 57. Cầm con áo nó nặng trịch trịch trinh luôn. Bomber này cho chị Anh Trần. Bomber cho Anh Trần. Con này size 60 nè. Bomber size 60. Con này bomber size 60, xịn lắm. Bomber size 60 129.000. Bomber size 60 luôn. Và còn bomber size 60 nhá. Size 57 hết rồi, size 60 đi chị em mình ơi. Và cái mũ này size 68 70 cho size 2X nè, 70 vô tư luôn, size 2X. Mũ nhá. 60 cho chị Thị Huệ Nguyễn nè. Cho chị TT nè. Cho chị TT nè. Rồi hết size 60 nè. Con này 68 70 mang ok luôn nha. 68 70 mang ok con này luôn. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. 68 70 kg mùa này mang được nè. Cho chị Phương Bích mùa này mang được nè. Qua xa, qua mùa nắng mang cái này cũng ok luôn. Mùa này mang ok, qua mùa nắng mang ok luôn. Bomber rêu size 57. Rêu size 57 đãi cái màu màu xanh xanh. Màu ngọc này qua cho sợ cái. Reo này size 57 này chị em mình ơi. Không tại vì không tại vì thứ con cái anh chị nào lên trước em ấy, tại vì hàng này nếu mà săn được nhiều thì nó ấy rồi, còn này thứ con reo cho nguyên size 57. Reo size 57. 57 cho chị Kiều Thu Trần màu reo nhé, màu reo nhé chị ơi. Cho chị Kiều Thu Trần. 129. Cho chị Kiều Thu Trần. Chị Kiều Thu Trần. Rồi xe reo xe 70. Bomber luôn, xe 68 70. Reo xe 68 70 đã hết con mấy con reo luôn, 3 4 con reo này nhưng mà xả lên chứ. 129.000 chị em mình ơi. Đi xíu hàng nam thì vì có cả gió gió gì ta? Gió phối của nam rồi. Xíu em lên luôn. Bomber này là xe 68 70. Chị Lê Thoa Trần. Không. Lê Thoa Trần. Cái gì? Không. Thấy bán rồi. Cái miệng. Mẹ bữa nay mà không. Cho ai đây? Lê Thoa cho Trần chị này. Lê Thoa Trần. Con này size 65 này. Reo size XL size 65 có con cái. Em ra cái bụng nó cầm cái này. Con áo này chị em mình nặng trịch trên trên mà nhận hàng chị em mình tưởng không? Nè, hắn siêu giãn luôn á. Chắc gì em không hiểu luôn á. Nè. Nhìn nè, nhìn cái chắc này gọi là siêu siêu giãn luôn này chị em mình nè. Cảm giác ban đầu nữa. Giống như ở ngoài, giống như là len á. Nhưng mà ở trong phải cái này size 65 này cho chị Khánh Nguyễn này. Hắn giống là len nhưng phải len. Nhìn nè. Y len á. Đấy. Không, đừng có mua chi trong tủ hết. Chị Khánh Nguyễn. Con anh với mẹ anh. Xong rồi ba anh. Đây. Một miếng nào đó. Size có chị nào 68 70. Em cái này. Cái này cho chị Hiền Vích này. 68 này cho chị Hiền Vích này sao? Chiếc cái đang Khánh Nguyễn Hiền Vích. Khánh Nguyễn với Hiền Vích rồi. Hiền Vích ở trên Khánh Nguyễn ở dưới. Không có An nữa, trừ ra nữa là bà đáng á. Còn một con reo nữa chị em mình, 129. Xe 65. Reo xe 65. Cho chị Dương Trang. Reo 65 chị Dương Trang. Xanh ngọc này có mũ. Xanh ngọc có mũ. Chị TT lên sao rồi. Xanh ngọc có mũ này xe 57. Của nam nha. Này chị em mình nhìn cái con này vải ở trong này. Ở trong của nó này. Đẹp lắm. Bomber đó không có đen. Dạ không chị ơi. Con này của nam nha. Mình mang được con màu này luôn này. Size 55, 57 nè. Mình mang được con này luôn. Size 55, 57.
Ê, lại mình mang đẹp luôn. Nhưng mà hơi nam tính quá. Mình mang hơi nam tính quá. Size 55 57. Nha, chốt mã xanh size 55 57. Chị nào mà to can to con mang con này cũng đẹp nè. Dạ mình nhìn khoác kéo của nó nè. Đây, của nam nha. Khoác nam dùng con này size nhỏ đây nè chị em nè. 55 57 đổ về thì chị em chốt đẹp. Nha. Lên mã xanh, màu xanh này xanh bơ bơ, xanh bơ bơ đẹp lắm. Xanh bơ cho em nhé. Size 57 cho chị Hồng Huỳnh. Cho chị Hồng Huỳnh con này nè. Đẹp xịn. Cho chị Hồng Huỳnh con này nè. Rồi nè. Size 60 nè. Được mấy con? Có size 68 70 nè. Nè. Size 68 70 nè. Cho size 2 nè. Size dưới 60 cho size L nè. Dưới 60 cho size L. Rồi nhá, chị nào lấy xanh ngọc kèm size cho Nguyên, kèm size đi chị ơi, kèm size giùm em với. Kèm size giùm em đi. Con này size M luôn, từ từ. Size M luôn cho cái này cho chị Quế Đinh nè. Cho chị Quế Đinh nè. Quế Đinh nè. Kèm size cái này 70 kỳ tì tì nè. Kèm size chị em mình ơi. Bomber em hết rồi. Size 62 không. Cái này là size 68 70 và size dưới 60. Còn được hai con. Size L với size 2. Size 60 thì bích xương. Rồi còn size dưới 70, 68 70 còn size 2XL nhé. 2XL. Cho chị Nguyễn Kim Vy nữa là hết. Nguyễn Kim Vy nữa là hết. Màu xám. Rồi màu xám cho Nguyên. Cái này là bomber nhé. Xám này bomber nhé. Size M. Xám bomber này toàn size M. Size 57. Tình Ngô coi cái màu bò nó có size L bắp lại con Tình Ngô. Đâu có hàng nữa đâu. Cái nào không có hàng nữa đâu ngang. Nó coi có size L không? Có size L à? Nãy giờ bán hết rồi mới quên. Xám này không, xám này size M. Sao size lớn được. Sao tư cái sao size lớn được. Từ từ xám này size M hết chị ơi. Xám này toàn size M. Bán hết rồi mới nhớ tới chồng rồi nè. Nó có mũ rồi. Có mũ à. Tìm lại lạ thế bông bơn lại lạ. Có nó rộng á. Rộng quá sao. Còn XL không à. Coi xíu nè. Cái này nè. Cái này có mũ. Cái này áo mũ. Xanh bơ em hết rồi. Cái này xám size M chị ơi, xám size M. Xám size M nha. Xám size M size này là tầm 57 kg. Dạ không, em không lên đồ trẻ em. Cái này chị Thanh Phan. Chị Thanh Phan ơi, lên địa chỉ trên like giùm em đi chị ơi. Chị Thanh Phan lên địa chỉ trên like cho em đi, xịn lắm luôn á. Chị Thanh Phan lên địa chỉ luôn trên like giùm Nguyên cái này. Lên đơn kèm cả địa chỉ cả số điện thoại, đi tốc độ vì còn nhiều, rất là nhiều mã hàng nam nữ đẹp, xịn. Thôi chị em mình ơi. Tầm 57 đổ về bomber nhá, 6 triệu anh Trần. Cho chị anh Trần. Cho chị Thanh Nhàn. Chị Thanh Nhàn toàn size M nha, toàn size M. 57. Đang quên bán hết rồi giờ mới nhớ tới chồng. Chị Đỗ Minh ngồi bên giờ mới nhớ còn cá nữa. Đang tại vì chưa có cái khoác bomber nào hết, chưa cái bomber. Xong cuối cùng giờ không có size. Ôi, thương chồng dễ sợ. Lên khoác nãy ai đó. Đấy, em lên nãy giờ. Ok. Cho chị Dung Ngô Thị Mỹ nên là hết. Dung Ngô Thị Mỹ nên là hết. Sáng này sai gì? Sáng bomber này sai size 2 nè, size 2 bỏ gì tí tí một cái này. Rồi sáng bomber này size 2, size 68 70 nhé. 68 70 mang ok. Con này 68 70. Đấy, chị Hiền Nguyễn Thị Toan lấy sao? Lên sao ở sao chốt được. Size M đây, à đây đây là con size M. Cho chị Hiền Nhi Nguyễn đi. Hiền Nhi Nguyễn có size M. Rồi còn size L với LXL và 2X. Còn size M đây này cho chị Nguyễn Đức cái này nè. Nguyễn Đức cái này nè. Rồi còn L dưới 60 nha. XL dưới 65, 2X dưới 68, 70. Chị mình lên kèm số ký cho Nguyên nha. 70 chị Phương Bích một cái nè. Phương Bích một cái nè. Chị Phương Bích lên lấy đơn giùm em nhá. Phương Bích một cái. Size M hết rồi, 70 hết rồi. Size M hết luôn. Chị mình kèm số ký size L. Xin lỗi chị Quỳnh Như. Rồi còn cái XL. Còn cái XL nhé. Không có 75, cái này không có 75 chị ơi. Còn XL là size 65. Cái này cho chị Khánh Nguyễn. Cho chị Khánh Nguyễn 1, 2, 9. Em nói là em săn được hàng này là em đi chị em.
Em vô tư nói thiệt sự là đây còn 70 hồi nãy chị nào 70 đi. 70 ở dưới đây nó rút lại này. Rút lại 70 này. Đây chị Kim Chi Nguyễn này. Kim Chi biết rời ra này. Kim Chi Nguyễn. Kim Chi biết rời này. Xe 2 có ai nữa không? Chị mình không lên số ký. Như chị không lên số ký thì Trần Quỳnh Thi này. Như chị không có lên số ký nữa rồi. Xe 2 nữa nè. 70 thôi chị Di Phương này. Di Phương. Cái gì Diệu Hương này. Di Phương, Diệu Hương này. Rồi còn một cái xe 2 nè. Di Phương có rồi. Chị Kim Chi Nguyễn có rồi. XL em hết rồi. Còn cả 2 X. Cái gì Tây Tây. Tây tây. Tây tây con này. Con màu bò. Bò này đẹp ơi là đẹp luôn. Mà toàn xây bự. Toàn xây bự thôi. Đành ngồi là không có vừa. Hết rồi chị ơi. Mở mấy em hết rồi. Cái này toàn xây bự. Thề gì. Ông mang thử xe hết à. Mang xe XL. Con này 65. 65 nhé, màu bò. Áo nỉ có mũ lên chưa? Làm áo ra một cái. Chắc thôi rồi luôn đó chị em mình ơi. Nha, con này màu bò. Xám hết rồi chị, màu bò cho Nguyên nè. Rồi lên bò cho Nguyên nhé, size 65 này. Chị Lê Thú Thủy chọn màu giùm em. Rồi còn lại toàn 70. 70. Bò cho Bèo là vàng. Con này size 70, bò size 70. Mà đi mua con này 129.000 dạ mình ơi. Đây chị Bèo La Văn xe 70. Rồi nhá, còn xe 70 nó xịn sò hết cỡ luôn. Ê, không có xe 3. 129 hết. Khoác 129 hết. Nào khoác là 129. Ừ. Bèo La Văn cái này cho chị TT, không có xe 3 chị ơi. Anh nam nào cao thì bóng trang hơn 72 cái xíu cũng được. Vì hàng này nó giả. TT một cái. Chị Bèo La Văn cái, tôi tiền cái. Cho chị Nguyễn Trinh cái. Nguyễn Trinh cái. Chị Bèo La Văn có chưa? Chị đầu tiên xe 65 xài chốt chưa? Bỏ súng là đủ nha. Chị Bèo La Văn. Không, chị đầu tiên 65 chị Khánh Nguyễn. Khánh Nguyễn, tôi mà dục xuống. Cái đầu tiên do ông xài chưa ghi. Ghi đi Khánh Nguyễn đi. Còn cái sau chị Bèo, đây thêm cái chị Bèo La Văn này. Dạ hết rồi. Rồi còn TT nữa là hết cái này. TT nữa là hết cái này. Bèo La Văn TT. Cái này là hàng không à, hàng cổ tròn. Hết khoát rồi đó chị em mình. Hết khoát rồi đó. Hết khoát chứ nữa lên chị em mình gió phối nha. Có phối của Nam nhé. Rồi mã này mã có mũ này. Mã này có mũ này. Cho bà sợ cái ghế nhựa với sao. Hót bài mấy rồi. Chị ơi giờ chị hỏi em cũng không biết luôn á. Chị chốt hàng chị nhớ giùm em chứ. Nhà em còn kê qua nữa mà. Giờ chị hỏi là em cũng không chốt đơn cũng không biết kìa. Bỏ cái cọc này lên cho bà xã cho nó cao cao xíu. Bỏ cọc này lên cho nó cao cao xíu. Chị nhà em ai nhắn tin chúc đơn quá thì chị trả lời lại giùm em với. Tại vì em không chúc đơn. Gió nữ em còn chứ. Nhà em chạy gió thì chạy thường xuyên mà. Ừ, con này cũng da cá tàu có mũ nhá. Mà chữ theo hết. Con này chữ theo hết nhá chị em mình ơi. Các kiểu chữ theo luôn. Con này cáp kiểu chữ theo luôn. Nè, đẹp chưa? Toàn bộ chữ theo nhé. Con này 65 đổ về thôi. Có mũ nha chị em mình. Nhưng mà là da cá tàu nha chị em mình cho nam nhé. Size là 62-65kg là mang ok. 62-65 nhé. Con này em đi chị em mình là 95.000. Chắc con này là chắc có tông tàu chéo như chị em mình. 62-65 mang ok. Nè, quay cận luôn chị em mình coi chắc này. Nỉ thì nó rẻ hơn. Nha, cái này mà rỉ, nỉ thì nó rẻ hơn nha chị em mình ơi. Cái này toàn là theo hết. Size 62-65. Lên mã theo cho Nguyên là được. 95.000. Con này theo 95. Chị nào lấy theo 95. Chốt theo 95 cho được. Con nó size 62-65 nghe sao. Cái ấy. Con này 62-65. Màu trắng chị ơi. Cái này ăn được có mấy cái thôi chứ mấy. Nha 95.000. Đó rồi còn một size hết á.
các kiểu chữ, cái này còn một size hết, size 2 hết. Cái này còn một size, cái này size nhỏ hơn nè. Nha chị nào lấy 62, 65 chốt các kiểu chữ khác nhau như vậy mà thôi. Tốc đại nhá, còn được mấy cái đi 95.000 con này, quá là rẻ. Em nói nhận hàng con này về bao chắc luôn chị em mình luôn. Bao chắc bao giá luôn. Không có size 70 chị ơi. Không có size 70, size này toàn size nhỏ nhỏ không à. Cái này tầm 62, 65 đổ về, 60 đổ về và không có size to. Riêng cái này không có size to nhá. Từ 62 đổ về là chị em cho ok em đi chị em 95.000 con nha. Chị nào lấy cái này lên nhanh tay. Toàn bộ là 62 đổ về đi 95.000. Đấy, ai lấy 62 cái đổ về, chốt 62 cái đổ về trong nguyên là được 95k nhé chị em ơi, 95k. Rồi con này tiếp luôn chị em mình, con này là hàng hồi nãy bao nhiêu tiền ta? 100. Size 62. Size 62 thôi chị, chốt 62 đi cho nó thông thả. 62 và 60. 62 và 60. Chị Thanh Phan ơi lên size 62 cho hình phương. Lấy cái size 2 hả? Size 2x. Cái nào size 2x? Cái nào size 2x? Đó, cái nào 2x á, 1x là dưới 60. 2x dưới 62. Cái này không còn size to vì cái này nó đánh 1x là size nhỏ nhất. Cái này riêng cái mã nào nó không có đánh size, nó không có đánh size là S, M, L, XL, nhưng mà cái này đánh là 1x, 2x, 3x, 4x, 5x. Đó, thì là cái size 2x nó ngang cái size L thôi. Ngang size L thôi. Trời ơi. Thanh Phan, nó lấy 65 cái không vừa. Lấy xe 1x cho chị Khoa Đức Nguyễn. 1x nhá, để ý 1x, 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 1x. Nó 2x rồi. 2x rồi. 2x, còn 1x đó. Con này 65, mã 105. Xịn nha. Con này xịn nha, lên mã xịn. Comment mã 105, chốt mã xịn trong nguyên là được. Size nào? Size 65. Cũng 1x nhưng mà cái hàng này là khi mà đánh từ F, M, L, XL thì nó khác. Còn đánh từ 1x trở lên là nó khác. Đấy, trong nguyên con này nhá. Thế nhiều khi là chị em mình kêu cùng số ký mà sao lấy hai cái size khác nhau. Để ý cho em nhé. Con này là lên mã xịn 105. Phải không? Con này hồi nãy từ đầu đi 105 đúng không? Xịn 105 trong nguyên là được. Chị nào lấy xịn 105, chốt xịn 105 trong nguyên là ok nhé chị em mình ơi. Đã, những con này đã chắc đã lắm luôn. 105 con này cho Trần Nguyễn. Con này hàng Linh nè. Con này hàng Nam Linh, hàng Quảng Châu nè. Hàng Quảng Châu nè, size 65 luôn. Lên mã Linh trong nguyên là được. Comment mã Linh nhé. Size nào? Size 65 tí. Lên mã Linh size 65 trong nguyên là được 105.000. Bộ gió à chị? Bộ gió thì em hết rồi. Em từ áo gió cho bộ gió em hết rồi. Con này size 65 nhá, lên mã Linh trong nguyên là được. 105. 60kg là hồi nãy cái loại trước rồi không? Ờ, hồi nãy là 1x đây nè. Không, cái hình đó. Nó 1x á. Cái này cũng được, cái này cũng được xả. Size 65 này cho chị Thu Phương Hoàng. Thu Phương Hoàng. Chị em mình lên số ký chân khỏi bị nhầm nhá. 105 đúng không? 105. Chị em mình lên số ký chân đỡ bị nhầm nha. Con này size 68 nè. Không phải, cái này không phải. CF vẫn để ngồi cái thứ nhỏ. Để ngồi bị táp bị lộ. Cái này size 55, lên mà S chung là được 105. Cái này size 55 nhá. Dạ không chị ơi. Dạ không nhá. Nè, lên mà S chung nguyên nhá. Comment mã S 105. S 105 nhá, size 55 là được. S 105 và size này là size 55kg, chốt mà S chung nguyên là được. S 105 size 55. Cái này lên mã hổ chung nguyên này. Mã hình chung nguyên được. Size 65. Hình size 65 105. Hình size 65 105 nhé chị em mình ơi. Xong chuyển qua chị em mình x nữ nhé, sang x nữ và x nam. Nam size lên là chị em mình một mã quần, một mã áo cho hình phương. Mã áo áo khoác phối. Hôm bữa tới giờ là toàn đi khoác phối nữ đúng không? Hôm nay có khoác phối nam luôn. Rồi cho nguyên con này size 65 xịn lắm, vải thì chị em mình yên tâm luôn. Hàng cao cấp nha. Đây chốt luôn dùng nguyên con này nhé. Cái này 65, lên mã hình size 65 là được. Cái nào cũng đọc số ký hết chị em mình à. Cái nào cũng đọc số ký, lên mã hình. Cho Diệu Hương. Comment mã hình chung là được. Rồi con này size 62. Phải con này dặn phải tổ ong ấy. Size 62. Size 60, 62, chút 60 cho nó thông thả. Con này giờ mang thì hơi nóng ấy chị em mình nữa. Dặn phải tổ ong như thế này nè. Lên mã tổ ong trong nguyên size 60. Nha. Lên mã tổ ong size 60. Hình em hết rồi. Tổ ong và size 60 nhé. Comment lên mã tổ ong và size 60 chung là được như chị em mình nữa. Tổ ong và size 60. Con này còn cái đẹp, cái mã nào nãy mới 95. Tổ ong cho anh Trần. Con nào nãy size 95k này. Size 60 này. Đẹp chưa? Mũ cho Nguyên nhá. 95k và size này là size 60. Lên mã mũ cho Nguyên 95 size 60 được hai con. Màu này đẹp.
chắc quay cận luôn chị, mình con này chắc của nó chắc có tông tàu chéo nha, có tông tàu chéo phải đẹp lắm luôn ấy. Ai lấy cái này lên chung mã kem chung 60 ký hết rồi nha, trắng là hết rồi chị ơi. Comment mã này là mã mũ kem 95, size này size 60, mũ kem 95 nhá, hình em hết rồi, hình em hết rồi, lên mã mũ kem 95 chị Lê Thu Thủy, 95 chị Lê Thu Thủy, còn một cái 95 nữa này, chị nào lấy mã 95 chúc mã 95 cho mình được, còn một em, còn một em nhá 95. Cái mã nào nãy size 62 65 này, mã mũ nào nãy 119.000 đúng không, mũ nào là... không phải hình, không phải hình, mã này là mã kem, kem. Rồi cái này em còn được hai con, lên mã đát cho Nguyên 119.000. Áo khoác nam không có màu. Kem cho Khoa Đức Nguyễn. Dạ không chị ơi, không có màu trắng. Lên con này size 62 đến 65 kg mang ok, con này thì quá xịn. 65 kg mang ok. Có con gì đâu, trong phòng ba dán keo rồi mà. Này, con đừng. Con vậy mà bay luôn á. Con muỗi. Chứ con gì? Con mà có hai cái chân, hai cái miệng đứng nói nè, có cái miệng đứng nói nè. Anh tính cái có cái hai cái sừng này à. Con gì mà hai sừng trong phòng? Cây gò sừng. Trời quá. Mày nó mệt. 119.000 con này nhá, con này sừng sò lắm luôn. Ai lấy mã 119, trước mã 119 cho Nguyên. Cho chị Phương bích một cái. Còn cái nè. Còn cái mã sừng. Còn cái mã sừng. Nha chị nào lấy chốt. Phương bích à. Cho chị Phương bích và chị Yến Mary. 193. Ừ. 119.000. 62 hết rồi. Con này là mì nhé chị em ơi. Mì nhá. Con này nãy mã này là mì. Mì size 50. 557. Mì nha, con này mì nhá, size 55 57 lên mã mì cho Nguyên là được. Có 119. Không phải là khoác nhá. Con 119 cái của nó là hot đi chứ không phải là khoác đâu. Rồi cho Nguyên con này mã mì cho Nguyên. Mì nhá, hai cái cùng size. Size 55 57. Mì cho Nguyên. Ai mặc có chị ơi, chờ em xin xin. Chờ em xin xin nhé, lên này mặc xong. Rồi tiếp luôn chị em mình cái cọc này. Mày cho chị hoa đá. Mày chị hoa đá, còn hai cọc cái mũ nữa là hết nhé. Em chuyển chuyển áo nữ. Chuyển đồ nữ xíu nhé, cho chị hoa đá nè. Rồi con này size dưới 60 nè. Rồi lên mã chữ 8 size dưới 60 nhé. Chữ 8 size dưới 60 và mã này 95k hàng con. Nha chị nào lấy chữ 8 size dưới 60. Áo Nguyên đang mang là 63.000 chị ơi. 80 không. Mì này cho chị Hiền Nhi Nguyễn cái sao? Mì cho Hiền Nhi Nguyễn cái 105 mì này. 105. Size dưới 60. Da cá tàu, chắc có tông tàu chéo á. Nè. Quay cận như vậy mình coi chắc nè. Chị em mình nghĩ 95.000, chị em mình thấy con áo này không mà của bé á. Size tầm 37kg là 135-139 rồi. Mà Nguyên đi luôn chị em mình đang size size người lớn, size 60kg đi 95.000. Đây giá có sốc không? Y chắc này nè. Giờ của bé là 135.000. Và size tầm size size đại là đã là 135.000 rồi. Cho Nguyên con này nhé, size đến 60kg đi chị em 95.000. Nha chị nào lấy mã mũ xám cho Nguyên, size dưới 60. Mũ xám size dưới 60 nhá, giá đây luôn chị mình con này 95.000. Đây mã mũ xám cho Nguyên size dưới 60 nhá. Toàn bộ dưới 60 các kiểu chữ khác nhau. Cứ lên mã xám cho Nguyên là được. Nha, xám xám con cái mũ trắng size 62. Có một con mũ trắng em lên gió phối nhé, chạm xin xin. Nha chị nào lấy mũ xám cho em mũ xám cho Nguyên là được. Mũ xám cho hoa đá. Lên mã mũ xám cho Nguyên là ok nhá. Size dưới 60 thì 58 cái ok. Xám cho Hiền Nhi Nguyễn. Rồi lên mã mũ trắng. Xám còn cái này chị Phương Nguyễn tóc ngắn luôn. Mũ trắng này có cái size dưới 60, à, dưới 62. Mũ trắng dưới 62. Chị nào lấy mũ trắng dưới 62 chốt luôn dù được. Dưới 60 62 là ok. Con này da cá tàu như vậy mình chắc có tông tàu chéo ấy. Cho nguyên mã mũ trắng size dưới 62. Nha, giá không lên luôn trẻ mình là một. Lộ. 95.000. 95.000 cho nguyên là được. Con này xám hay là đen đi ta? Có hai con đen 60 à. Lấy cái con dưới 62 cũng được chị Bích Sương. Con này dưới 62 thì 60, 62 gì mang được hết á. Cho Nguyên mã mũ đen cho Nguyên là được nhé. Có hai con mũ đen dưới 60, 62 mang đều được hết. Giá đêm chị em 95k. Dạ không, dạ em không lên á. Em không lên. Có cái gió phối á. Cái gió phối nam vô cho mình thấy.
cóc lại một cọc áo nam xịn để chị em mình để lên nó luôn. Rồi chuyển mã nữ sao? Mũ đen cho chị Ngô Thị Tằng. Mũ đen cho chị Khoa Đức Nguyễn. Đen Ngô Thị Tằng, Ngô Khoa Đức. Khoa Đức Nguyễn. Tương tác đi chị em mình ơi, chấm tương tác, thả tim thả like cho em đi. Đen 57 hết rồi chị Nguyễn Trâm. Đen hết size 62 rồi. 90 phải. 95.000. À 95. 95. Mã nào nãy 119.000 phải không ta? 119.000. Đây mã phối đỏ size 57. Phối đỏ size 57. Phối đỏ và size 57 nhá, 119.000. Em nói hết cỡ xịn, giờ chị em mình mua cho bé không ấy. Mua cho bé không, chắc này đã mua trăm mấy nghìn rồi. Sám đổi chị chữ nhỏ chứ không có, bỏ qua chị đi. Bỏ qua đi. Hết rồi nha. Bỏ qua đi. Phối đổi gì ti 119 nghìn. Xịn con áo này xịn dễ sợ. Thế. Chữ nhỏ mà, của chị là chữ nhỏ mà. Cái này gì ti ti nè. Ti ti 119 nè. Cái này size S size 55 nè. Mũ trạo 119k, cái này size S size 55 nè. Lên mã mũ size F nhé, size 55 ký độ về. Chị nào lấy mũ chút mũ trong em là được. Size 55 độ về chị em cho ok. 70 không? Ngô Thị Tằng bảo là lấy mũ trắng. Hồi nãy lấy thì Ngô Thị Tằng mũ gì? Mũ đen. Cái mũ trắng, mũ trắng đây nè. Phối đỏ này size 55. Cái này à? À. Phối đỏ này size 55 thôi. Chị nào lấy phối đỏ size 55 chút luôn dùng là được nhá. 119.000 con này, quá là xịn luôn, hết cỡ xịn rồi. Size 55 chị Lê Hòa. Chị Lê Hòa. Ờ à, con này chị Lê Hòa 119.000. Lê Hòa 119.000. Rồi lấy mã đỏ M size 55 luôn. Comment đúng mã là mã đỏ M. Cái này hồi nãy là đen phối đỏ ở trong, giờ đỏ phối đen ở trong. Đấy, trong nguyên mã này là mã đỏ. Size 55. Đẹp lắm, xịn lắm. Nha, rồi lên đỏ size 55 cho là được. Vải này thôi, phê phê luôn chị em mình ơi. Trong nguyên mã đỏ size 55 là được nha chị em mình nhá. Đỏ size 55, chút đỏ size 55 119.000. Đỏ size 55 119. Chị ti ti. Chị ti ti. Đen này hai cái size 60. Đen này hai cái size 60 119. Đen này hai cái size 60 nhá, 119.000. Đen size 60 có 2 cái. Phối đỏ em hết rồi. Đen size 60 được 2 con. Nha chị nào lấy đen size 60. Mũ là mũ 2 lớp với chị em mình nó xịn áo nam. Áo nam chị ơi. Đen cho Thanh Lê. Ghi rõ Thanh Lê nào đây nè. Thanh Lê 631. Đỏ em hết rồi, còn đen, còn đen, còn cái đen. Đen này size 60 nhé. Con đen này là size 60 nhé. Chị nào lấy đen comment đen cho nguyên size 60. Size 60. Để coi cái này nhờ Tình Ngô thử á. Thử một cái để vô cái form thử đi. Đang 60 cho Bích Sương. L, từ từ chậm xíu nhé. L. Sẽ thử cái size L gì. Từ từ chờ cái này áo khoác này chờ Tình Ngô thử coi thử đi. L, XL thôi. Khoác này có 2 size L và XL y á nữ á. Mã phối này có L và XL thôi. Y phối nữ á, để cho chờ Tình Ngô thử cho chị em mình xem. Thử cái size L gì mà sợ phân. Không coi được rồi. Đang mang cái quần ngủ rồi. Rồi em đang gió phối luôn. Bộ dài tay hả? Bộ nó bộ ngắn tay mà chị. Bộ nó ngắn tay mà. Nhanh đi Tình Ngô. Đây áo phối nam nha chị em mình ơi. Phần dưới 62 được. Dưới 62 là ok, thử con size XL đi. Tại vì cái này về còn chưa xem form. Cái mã này về còn chưa xem form. Quay đợt đầu về là đây nè, size XL là sao? Size L là dưới 62, cái này để Tình Ngô thử đã. Chờ dưới 62 cái còn coi form. Tình Ngô 64kg. Mà do đang mang cái quần ngủ không cho chị em mình coi luôn. Rồi nhanh nè, lên cái mã này luôn chị em mình ơi. Đẹp xịn. Đẹp và xịn. Nè.
Mái tông màu cái này phôm nam nhé. Quần dài nữ à. Quần dài nữ có quần tổ ong. Với lại hồi trưa còn được một ít cái quần cao cấp. Hồi trưa mà chị nào săn cái quần cao cấp sướng này, đã luôn, lắm luôn. Này đang sái số 5. Ở chắc măng cặp đi sao. Măng cặp màu vàng đi. Chút sai số 5. Hey. Răng làm sao hay à? Cái gì? Thì chốt lấy 65. Nữ không có. Đẹp lắm mà tẹo. Đang mang cái quần đùi. Che cái quần nè. Lại đây che cái quần. Che cái quần nè. Chơi, thấy không? Đang mang cái quần ngủ. Thấy không? Che cái quần lại. Đấy. Đó. Đấy. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Cái quần đang mang cái quần xấu quá. Mang cái quần ngủ qua đằng sau nè, qua đằng sau nè. Phối đẹp lắm luôn quý vị mình nè. Hai size. Hai size nhé, 62 với 65 thôi. 62 cho size L, 65 cho size XL. Nha em lên các màu nha chị em mình ơi. Em lên các màu nhé, bóc sau nhé. Cái này mà chị em mình. Màu vàng có của nữ đó chị. Màu vàng còn của nữ, rút cái màu vàng của nữ. Em đi chị em mình nữ 119.000, nam 129.000. Nữ 1195. Nhưng mà cái phối của nữ nó sẽ khác một xíu nhé. Cùng màu nhưng mà phối của nữ nó sẽ khác một xíu. Phối từ từ em sẽ lên cho dạ mình từng màu nha, lên từng cọc đi, còn 5-6 cọc gì đây chứ mít. Rồi cho nguyên con này nè. Nữ có nữ vàng cho chị TT để em cắt từng cọc đi rồi em đi. Cái này là phôm nữ nè. Đây là nữ với nam thì nó cũng không có sát màu lắm, hơi trên màu đó chị em mình nhé. Hơi trên màu, xịn lắm, em nói xịn lắm. Nè, xịn lắm luôn. Của nam em lên từng màu nhé. 62 cái đổ về lấy size L, 65 đổ về lấy size XL là được. Quần gió nam em còn vàng cả size L và size XL chị TT. Vàng size L hồi nó size. Bóc cả size L size XL chị TT. Sẽ cắt ra đi, cắt ra phân màu cho xả đi. L XL. Gió phối nam là 129.000, phối nữ là 119.000 nha chị mọi người. Sẽ cắt phân màu bỏ qua đây đi. Chờ trong khi chờ tình ngô phân luôn cái này. Em lên nhé. Em lấy cái này tạm đã. Chờ tình ngô phân. Thấy cái kéo cắt đi cả. Chờ tình ngô phân cái này thì em sẽ lên trẻ mình cái này. Mã này mà giờ thời điểm này chị em mua con này. Phần nữ sợ hết size nhỏ chị. Sợ hết size nhỏ rồi. Sợ hết size nhỏ rồi còn một size XL size dưới 60 đây nè. Thôi ngày kia còn cọc nào nhé. Tôi cho sẵn mừng cái bút. Cho sẵn mừng cái bút. Con này chị em mình mua nè. Dạ không, 87 cái em đang không. Con này chị em mình đang mua nè. Đồ bá trưa à, tối nay em không lên chị ơi. Hôm nay em lai đồ bé là lai đi. À xíu nữa cứ lai đi. Cứ lai em lên kẹo mình hết đi bé. Hết đi lót nhung. Từ từ chờ em xíu nhé. Nhưng mà em nói nam với nữ nó không có khớp màu. Màu nó không có. Nó trên như thế này. Để phối trên như này nó không có trùng nhau lắm. Mình ok thì chốt nhé. Lên con này kẹo mình nói. Mỗi màu còn được vài cái. Còn được tấm từng này nữa là em hết hàng nè. Cái này lên cổ ba phân nhé. Chờ tình ngô thử phân lại cái đó đã. Trong nguyên con này em đi chợ mình coi giá siêu siêu rẻ. Hàng len cổ nhá. Còn trước nó còn xanh. Phân theo màu chứ không sợ phân theo màu đi từng màu chứ. Này chị em mình nhìn đẹp chưa. Len cổ 3 phân dài tay như thế này nè. 40 60 gì mình mang cũng được hết. Mỗi màu còn được vài cái. Con này thì em chèm 59.000 con. Len nhá. Chị ơi em chưa len từ từ chờ anh ấy lại cái đã. Coi thử size mỗi mẫu còn size như thế nào đã. Rồi cho nguyên con này nhá. Rồi em phân lên một lần. Từ từ chờ em xíu chị ơi. Từ từ chờ em xíu. Để anh phân ra cho nó rõ coi thử số lượng như thế nào. Cái còn bao nhiêu còn được mấy cọc thôi. Đợt đầu về là em không có like nè. Đợt đầu về xong cái là sẽ bóc hết nè. Đó giờ về chưa còn được một ít. Chưa like cái mã này bao giờ ấy. Chờ em xíu. Cái này em đi chị em 59k nhá. 59k. Chị anh Huyên Võ Ngọc. Anh Huyên Võ Ngọc 59k nha chị ơi. Lên này em đi 59k con này siêu rẻ rồi. Cái chị Anh Huyên Võ Ngọc này. À cái này không phải trắng nha, một kem kem ấy. 59. Cái này không cần hỏi bao nhiêu ký vừa nhá. 59k. Không có hà cả. Trắng đây nè. Trắng đây. Đây mới là trắng nè. Đây mới là trắng nè. Đỏ đôi cho chị Lê Hòa này. Đỏ đôi chị Lê Hòa 59 nè. Lê Hòa này 59. Em lên các màu chị nào lấy màu nào chốt nè. À, giờ là hết đỏ đôi rồi nè. Trắng nè.
trắng này, màu kem này, màu xanh vịt này, màu vàng này, màu hồng, màu nâu, màu xanh vịt cho Nguyên nhé. Hôm nay em sắp lên rồi chị, chờ anh ảnh phân luôn rồi em lên một thẻ luôn nhé. Rồi cho Nguyên con này phát này, ảnh tương tác cho em đi, chờ ảnh xíu cái ảnh phân ra cho nó lên chốt hẳn trên like luôn nhé. Rồi em chốt nè, xanh với vàng luôn cho chị Kiều Hằng nè, xanh vàng chị Kiều Hằng 59k con, bao chắc luôn cho dễ mừng luôn. Không lấy màu đỏ à, 5 con ok nè. Cái này chị Kiều Hằng, cho chị Kiều Hằng đẹp lắm luôn. Ok chị Kiều Hằng 59.000, 59 x 2 nè. Ok chị Kiều Hằng 5 màu không lấy màu đỏ cho chị Thanh Phan nè. Chà, 2 3 4 rồi gì nữa chà, màu nâu à. Ok nè, cho chị Thanh Phan 5 con, bỏ con này ghi chị Thanh Phan 5 con nhờ sạch đấy. 59k con thôi, 59k con nhé. Trắng cho chị Trần Nguyễn nè, ghi cái này chị Thanh Phan nhờ sạch 5 con đấy chị Thanh Phan. Cái này Trần Nguyễn nè, 59k nè, quá là rẻ nhé, 59k. Kem cho chị Nguyễn Trâm, kem chị Nguyễn Trâm, Nguyễn Trâm này 59k này. Kem xanh vịt cho chị Nguyễn Vũ Tiến này, kem với xanh vịt cho chị Nguyễn Vũ Tiến này. Em đi 59k con, cho chị Nguyễn Vũ Tiến này 59 nhân 2 này. 59.000 con, xanh với lại đen cho chị Anh Hiên Võ Ngọc, xanh đen cho chị Anh Hiên Võ Ngọc, xanh vịt nhé, Anh Hiên Võ Ngọc, Anh Hiên Võ Ngọc đi sẵn. Xanh nào thì Kiều Hằng 59 cho chị Kiều Hằng, xanh cho chị Hưng Nguyễn, xanh cho chị Hưng Nguyễn. Kem hết rồi chị ơi, hết kem rồi. Còn màu này đi, cho chị Huỳnh Ngọc Anh đi, Huỳnh Ngọc Anh đi. Vàng em hết rồi, hết vàng rồi. 6 cái không màu đỏ, màu trắng, từ từ không lấy màu đỏ, màu trắng không có đủ 6 cái đó. 1, 2, 3, 5 cái đi, 5 cái 5 mà, 5 cái 5 mà cho chị Bích Sương, chị Bích Sương. Rồi còn hồng với nâu thôi, hết rồi chị, còn hồng với nâu, trong này chắc hết rồi, còn hồng với nâu nhé. Hồng với nâu hết rồi, mã này dắt hết rồi, 59.000. Còn hồng với nâu chị nào lấy chốt nhé, còn màu hồng và màu nâu thôi, em lên cái mã khoác này nhé. Còn hồng và còn nâu chị nào lấy chốt nhanh tay cho Nguyên nhé. Còn màu hồng và còn màu nâu xíu hôm nay chị vẫn mã quần xịn, hồng với nâu thôi. Áo em đang mang còn nhé. Rồi em lên áo nam đã nè, lên khoác nam cho dễ mình nè, em lên từng màu nhé, lên từng màu vàng như vậy mà nói. Đen em hết rồi chị, đen hết rồi. Cái này có con cá hoàng này, hàng bom này, 89.000 chục này, hàng xã nhé, 89.000. Nao chị Nguyễn Trâm, nao chị Nguyễn Trâm đi sao. Con này lên mã chip tổ ong 89k chục nhé, lên mã tổ ong 89k nguyên là được, 89k và một chục như này vậy mà nói. Bao xịn sò luôn rồi nha, ai lấy cái này lên mã tổ ong 89k chục. Rồi em lên khoác này, tổ ong nhá, 89k chục, quần này bao giãn luôn, hàng này tự tin không tên có nhà nào bán hả. Gió này tóc gió sẽ ít lợi gì ti đi là. Gió này có hai size, em đi từ màu nhá, từ màu chị em mình thích màu gì chốt màu đó cho Nguyên nhá, đầy màu nào cũng có đủ hai size. Sao tổ ong cho chị An An Bùi lên quần ống bo giờ em đâu? đây quần nhiều. Ống bo em còn ấy, chị An An Bùi nhiêu 89.000. Rồi em lên khoác này đã nè, lên khoác nữa, lên cho em cái quần bo sao nhé, quần bo xịn lắm luôn á. Khoác nam nè, ba khóa như vậy mình 129.000. Con này là hàng trắng bạc nhé, con này là hàng trắng bạc, áo nam nha, size L là dưới 62, XL là dưới 65 nha. Hết
Lên mã này là mã khoác vàng kèm size nha, khoác vàng kèm size cho lên các màu luôn đi, cho lên các màu khoác vàng kèm size nè, khoác sáng kèm size. Rồi đúng không? Rồi màu đỏ kèm size. Rồi cho em sẵn màu đỏ. Nha, em mở các màu luôn chị em mình. Không thấy chị hình Ngọc Anh nữa. Màu đỏ và màu xanh. Mới có lây rồi đó. Không, chị lấy chiếc thì chị lên xanh. Màu đỏ và màu nó màu chi sẵn. Có màu đó màu xanh, màu chi. Màu xanh đen à? Xanh đen. Xanh đen. Rồi ok nhá. Lại qua xong. Sám lấy size XL chị Thúy Hàng luôn. Em mở các màu cho chị em mình luôn, 129.000 không có ngại mua con này nha. Em nói là quá đẹp về chất luôn. Chất đẹp nha. Nhưng mà chỉ có size dưới 65 thôi. 62 lấy size L nha. Mỗi xám 62 size chị TT. 612 size chị TT. Xám size L cho chị. Chị ơi chị nhăn nhọn ơi, lên địa chỉ lên số điện thoại luôn trên like cho em nhé. Chị nhăn nhọn nhiều khó lên địa chỉ luôn trên like giùm em nhé. Nhăn nhọn. Xám size L XL ok rồi. Trời ơi đẹp lắm. Em nói từ chất xịn. XL vàng cho chị Thị Nguyễn Huệ. XL vàng cho chị Thị Nguyễn Huệ. Xám size L chị Hoa đó. Em đang lên của Nam đây. Đang lên của Nam đây. Đẹp lắm. Đang lên Nam 62 đổ về là chị em lấy size L. 65 đổ về chị em lấy size XL trong em là được nhé. Đẹp lắm luôn. Khoác Nam chị ơi. Xám size L chị Trần Lệ. Xám L cho Trần Lệ. Xanh đen size L cho chị Nguyễn Vũ Tiến. Xanh đen size L cho chị Nguyễn Vũ Tiến. Xanh đen size L cho chị Hạnh Nguyễn. Xanh đen size XL cho Thúy Hà Ngô. Thúy Hà Ngô. Vàng size L cho chị Thanh Phan. Ok chị nhăn nhỏ. Vàng size L cho chị Thanh Phan. Thanh Phan. Xám size L chị Anh Trần. Có đen ta? Đâu có đen, không có đen chị ơi. Đen có size. Đấy, đen hai cái size XL. Đen không có, đen có size 65 thôi. Xanh đen size XL chị Kiều Hằng. Kiều Hoàng nhá. Xanh đen size XL chị Kiều Hoàng. Kiều Hoàng. Kiều Hoàng coi này size L. Con này size L, Kiều Hoàng nhá. Xanh đen size XL chị Hoa Đá. Hoa Đá. Xanh đen size XL Vi Thục Lê. Đỏ size XL chị Trần Lệ. Đỏ size XL chị Trần Lệ. Ok. Dạ 129.000 em nói không ngại. Cái này là về đợt 2 rồi mới có hàng lai lẻ này chị em. Size XL chị Trần Lệ. Thế cả một XL. Xám size L chị Đỗ Minh. Chị Hành Nguyễn hình như nãy có rồi ấy kìa. Em đọc rồi không cần comment lại nhé. Thế à, xanh đen. Xanh đen size XL chị Khôi Minh Đào. Hồi nãy chị nhăn nhọn size gì trời. Hàng gì. Hồi nãy là xám rồi đúng không. Thế lấy xanh đen. Lấy thêm xanh đen size L cho chị nhăn nhọn. Hết xanh đen size L luôn. Nhăn nhọn có giáo luôn. Xanh đen size XL còn không? Còn. XL chị Thùy Trang. XL chị Nga Võ. XL chị Nga Võ. Còn XL chị Ti Ti. XL còn hết luôn rồi. Hết xanh đen luôn nhé. Không, xanh đen size L. Còn xanh đen size L chị Ti Ti. Rồi hết xanh đen luôn. Hết xanh đen luôn. Đỏ size XL cho chị Gia Hăng. Hồi nãy áo len là của Kiều Hoàng. Xanh đen em hết rồi nhá. Hết xanh đen rồi. Xám size XL chị Bích Sương. Xám XL chị Bích Sương. Xám size L chị Đỗ Minh. Xám L chị Đỗ Minh. Xám là chị em. Size L chị Đỗ Minh. Xanh đen em hết rồi. Hết xanh đen rồi. Chị nhăn nhọn có rồi đó chị. Dạ em là có đừng lên. Rồi nhá, xanh đen hết rồi. Đỏ size XL chị Gia Hăng có rồi nhá. 58kg mang được chị ơi. Phối nam xanh đen em hết rồi, xanh đen hết sạch nha. Rồi nguyên còn màu vàng. Còn màu vàng. Còn màu vàng, màu xám thôi. Ê cái nó có từ từ.
Màu đen có hai cái à dạ? Hả? Đen có hai cái size XL, size số 5 à. Đỏ size XL chị Tuyết Ngô. Đỏ XL chị Tuyết Ngô. Mũ trắng à? Mũ trắng là cái mã nào ta? Rồi nhá. Đen này có hai cái size XL này vậy mọi người. Đen được hai cái size XL, size 65 đổ về là chị em chốt đẹp. Giá con lên chị em mình con này là 129.000. Chị em nguyên đi giá chị em mình yên tâm đi. Thật sự luôn ấy, đi giá chị em mình yên tâm về giá luôn á. Cái nào trên rất là ít. Cái giờ vô cái thích cái nào có size là phát thôi. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên đen hai cái thôi. Hai cái toàn ở size XL nhá, size 65 đổ về chị em chốt đẹp. Nha, lên mã đen size XL cho con là ok. Đen size XL chị bắt bơ một cái, còn một cái. Bắt bơ một cái, còn một cái. Xám lá CL hồi nãy phải không ta? Chị Tuyết Linh Bùi lá CL. Tuyết Linh Bùi nãy CL phải không? Đấy, xám CL chị Tuyết Linh Bùi đi. Xám CL chị Tuyết Linh Bùi. Rồi còn đen size XL nhá. Giá hôm đi luôn chị em mình là 129.000. 129.000 xong này em lên chị em mình cái quần xịn. Nha, còn hết đi bé nữa. Rồi nhá, chị nào lấy đen size XL chị Hân Nguyễn luôn hết. Có cái màu xanh nhạt này có hai cái rồi vậy mình. Xanh nhạt này còn đúng hai cái. Rồi còn màu vàng với lại màu xám đó là hết. À, nữ không có xám chị ơi. Nữ không có xám. Nữ là 119.000. Đen em hết rồi, hết đen. Vàng size L chị Châu Thanh Dung. Chị Châu Thanh Dung ơi, lên địa chỉ lên số điện thoại lên like dùng nguyên cái. Size L Châu Thanh Dung. Gió nữ có nhưng mà giờ em chưa. Gió không? Có gió. Không, không gió, không gió. Châu Thanh Dung không gió. Gió nữ nhưng mà giờ cũng chưa soạn ra. Gió nữ là 119.000. Cũng size to nhỉ. Xám lá CL chị Đinh Lê Na. CL còn không? Tay cái. Xám lời chị Đinh Lê Na. Cái màu vàng cái lên đẹp lắm. Màu xanh này có hai cái. Màu xanh nhạt này có hai cái vậy mà. Xanh nhạt này hai cái CL. Nữ nữ cái này luôn cho chị à. Nguyễn Hạnh. Nữ chắc có nè. Nguyễn Hạnh có dấu. Nguyễn Hạnh đây, Nguyễn Hạnh, Nguyễn Văn Cừ phải. Nguyễn Hạnh. Nữ 119 nha. Nữ là 119. Rồi nè, chị em mình lên luôn dùng mã này là mã xanh nam. Có hai cái màu xanh nhạt CL. Size dưới 60 là ok. Cho chị Lê Hoàng cá. Rồi còn một cái nữa là hết. Còn một cái chị Bích Sương nữa là hết cái mã này. Lê Hoàng. Lê Hòa. Lê Hòa chị Bích Sương. Áo nữ là 119 thì như vậy đây. Nữ nữ đây, hay nam, cái này nam đi chứ. Xanh nó nam. Nam. Cái này là nữ là chị em mình, nữ 119 thì size dưới 60 nè. Có được máy cá. Bây giờ chưa lòi ra được. Rồi nhá, nữ 119k. Size dưới 60. Đây cái hồi nãy Nguyên mang ấy. Rồi nhá, chị nào lấy nữ thì lên nữ cho Nguyên nè. Nữ là size dưới 60. Nhá, 119.000 con. Đang có màu vàng. Sao nhà chị Bích Sương có rồi đó chị. Rồi nha, ai lấy cái này lên nữ cho Nguyên là được. À, bắp cái quần xịn cho bà xã con mấy cái nè. Thôi em lấy chị mình mở quần này. Hồi chưa chị nào chưa xăng được sao. Xịn hết cỡ xịn luôn. Rồi là hết cỡ xịn luôn. Trong cao cấp nhé chị em mình ơi. Đeo cho mấy cái áo này lên cho bạn. Đây này đã mấy cái áo cổ này ra này. Đẹp lắm luôn. Thằng răng có cổ ba phân. Rồi tương tác cho em nha. Tương tác chấm tương tác thả tim thả like bán thằng chị em mình mã này này. Nữ vàng gì anh chàng cá. Anh chàng cá. Size L à, nữ có size L đang có size L thôi. Nữ là đang có size L thôi. Rồi cho nguyên con này. Comment lên luôn cho nguyên con này. Đẹp chưa? Răng mà toàn bộ là theo ba phân như thế này chị em mình này. 55 đổ về chị em mình cho ok. 55 đổ về thì chị em mình cho ok. Dòng răng mà toàn bộ chữ này chữ theo nhé. Cổ của nó là cổ hai phân như thế này chị em mình. Được vài con thôi. Bên đây chị em mình con này 55.000 một con. Nhưng mà 55 đổ về thôi chị em mình nhé. Size L hắn cũng còn nhưng mà lại tẻ size chị giờ không biết là size số như nào, còn size số như nào luôn. Rồi cho nguyên con này nhá, 55.000 lên mã găng hồng cho nguyên là được. Size 55 đổ về đây này, đẹp lắm luôn chị em mình. Toàn bộ là theo nhá, chị nào lấy găng hồng, chút găng hồng cho nguyên 55k găng hồng. Găng hồng nhạt, găng hồng rút. Nha, găng đen em lên các màu chị em mình, găng đen, găng nâu cho nguyên nhá, 55.000. 55.000 nhé. Gan xanh vịt. Gan xanh vịt. Gan màu này màu nu nu đi nhé. Màu nu toàn bộ chữ theo hết nha. Màu nu và màu nâu.
nha. Lên mã găng hồng. Hồng này cho chị Kiều Hoàng. Kiều Hoàng nhé. 55.000 mã găng nhé. Chị nào lấy găng chốt, găng kèm màu chung được. Màu nâu, màu đen, màu hồng nhạt. Đen cho chị Họa My. Đen chị Họa My. Màu nu. Mới đọc màu nu. Màu hồi nãy chị có rồi. Chờ quần dài nữ cho em xíu xíu đi. Chờ xíu nữa chị ơi. Chờ em xíu nữa thôi. Có màu hồng nắng đẹp nè. Màu hồng nắng đẹp nè. Màu hồng đẹp. Lên màu hồng đẹp đi. 55.000 nhé. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. 55.000. Và bóc cái quần xịn cho bà xã. Cái quần nữ xịn cho bà xã. Rồi toàn size to nhé. Quần nữ xịn size to lắm. Cho xã quần nữ xịn bên kia kìa. Size to. Cả đây nữa nè xã. Cả đây nữa. Bóc qua cho xã đi. Bỏ qua. Hắt qua bên đi cho xã. Quần nữ xịn thì toàn size to. Găng hồng chị Thanh Pha. Găng hồng ấy. Găng hồng chị Thanh Pha. Ờ à, cái đó luôn. Đây quần nữ xịn nữ cao cấp đây chị em mình ơi. Mà toàn size 60. Toàn size bự. Size này là size 6 chục như vậy mình ơi. Hàng không đi nhập sĩ 180 rồi nè. Cái này em nói là ngày nay là em like cái con quần này là em rờ sướng tay nhất. Nè. Cao cấp nha chị em mình ơi. Này đang đi máy tiền ta. Size 60 62. Cái này còn một size to nha chị em mình ơi, nhìn xịn chưa? Size 60 62. Lên mã cao cấp cho Nguyên nhá, màu cũng đẹp, chắc cũng xịn. Em đi luôn chị em mình, con này 119.000. Ta. Đây giá mấy mới quên mất tiêu rồi. Mình nào mới đi lúc chưa ấy, quên mất tiêu cái giá rồi. 119k ta. 119k nhá. 119 129 ta. Coi cái này không nhớ cái giá ấy nè. Cô coi trong đây giùm mà xả trong cái bì gọi quần nữ xịn như giá mấy ta. Quay mắt cái tiêu cái giá con này. Con này mới rồi chị Titi đang còn coi like không? Em quay mất tiêu luôn á, đào áp qua đây chán dữ sợ. Quần nữ xịn nhá, cao cấp lắm luôn ấy, bình thường hàng này đi nhập vô 180 này. Trời. Nói xong hồi không nhớ là mình. Ừ. Rồi chưa mới like. Đào áp quần chán. Mới. Quần màu nào cũng được, quần xịn nào chưa có like. Ờ. Không phải. Cái quần gió rồi. Cái tiền ta. 129.000. 129.000. 129.000. Em sợ bán hối giá tại vì bình thường là trên đã rất là ít rồi, quên giá phát. Bán hối giá nữa thôi vì ngày. Chờ cái này rộng. Chắc tất cả em bây giờ không lên. 129.000. Nhận thử con quần này về nha chị em ơi. 129k. Nhiều mẫu lắm chị, xịn. Em đang lúc trưa ấy. 129 nha chị em ơi. Chốt lên luôn dùng nguyên con này, size 60 62 đổ về. 129.000 nhận thử con này về đi chị em ơi. Lâu lâu mới săn được một lượt. Không, cái này 52kg rộng. 52kg rộng nha. Chị nào lấy cái này lên mã xanh 129 cho Nguyên là ok nha. Tại vì là bán trên X rồi á. Xong sợ bán hối giá nữa phá. Khi mà em sụt xuống 10.000 có khi là em gần như là đi vốn rồi á. Khi mà sụt xuống 10.000 gần như là đi vốn rồi đó. Cái này sợ phải hỏi cho chắc. Cái này còn con à. Cái này còn con à. Size này 57, con này quần ống sung. To chị ơi, cái này toàn còn to, sướng đời. Còn toàn size to nhé, 129.000. Bằng trẻ mình đi mua con hàng thường thường chứ mấy. Lên mã sung cho Nguyên nhé. Này đường con à. Size này dành cho trẻ mình đến 62 cái độ về là chị em chốt đẹp 129. Chờ không chị em mình ơi. Cái này ưng không, em lên chứ không là chuyển mã chứ không mất công lại đi lại về. Những cái con này không cần quảng cáo nhiều như chị em mình ơi. Không mất công lại đi lại về lắm. Chị em mình hứng thú chứ còn không là để qua like sau. Còn ít chị lên like sau. Cái này em còn lẻ tẻ nè, em bán tặng luôn. Thả tim, thả like, chấm tương tác cho em đi chị em mình ơi. Cái này còn đủ thứ các kiểu nè, em cọc chung nè, bỏ ra cọc này bán tặng đi. Nha, bán cọc mà bán tặng tương tác đi. À, nãy giờ đi chị em 39.000 đi. Hàng này hàng 55 hết nè. Tương tác, thả tim, thả like cho em nhé. Con này toàn hàng 55k nè. Con này phông lửng, size này dành cho chị em mà 52 đổ về thì chị em chốt đẹp. Phông lửng nhé, cái này kèm phụ kiện. Con này em đi chị em 39.000. Nha, 39.000 chuyển mã cho nó nhanh. Đấy, chốt mã này lên mã lửng 39k. Những cái này còn lẻ tẻ nhé. Em lên luôn chị em mình gọn luôn. Còn đang ấy không chị em mình ơi. Những 2 phút rồi không thấy chị nào ấy hết. Thì có ấy không. Chứ không là lay đi lay về. Chấm tương tác thả tim thả like cho em nhé. Cái này do chị Hưng Nguyễn này. Chấm tương tác thả tim thả like lên xíu nữa chị em mình nhé.
Nhiều hàng, cực kỳ nhiều hàng luôn. Cái này cho chị Hưng Nguyễn nè. Hưng Nguyễn nè. Sao thấy chậm chậm, ít ra chị em nấy chứ. Còn quần còn nhiều mã đẹp lắm, nhiều mã đẹp, nhiều mã xịn. 39 này cho chị 29 nha. 129. 39 này cho chị Huỳnh Phương. Huỳnh Phương nào ta nãy về chốt đơn Huỳnh Phương. Phương chợ còn hả ta? Phải anh Phương chợ còn không? Phải chợ còn không? Cho nguyên con nè. Huỳnh Phương 39.000. Phải chợ còn không chị ơi? Cái này còn lẻ tẻ ở chung phải không chị? Nào hay theo dõi like là cái con này em đang đi 55.000 nè. Còn cái. Còn cái. Cho nguyên con này lửng hồng 39 cao luôn. Em lên rồi chị ơi. Ui, 10 giờ kém còn giờ hỏi 7:30 là em lên rồi. Em up xong là em lên like luôn mà. Quần dài nếu 53kg thì chị lấy quần tổ ong. Lấy quần tổ ong. Chị nào lấy lửng hồng lên lửng hồng cho Nguyên á. 39.000 con. Chị nào lấy lửng hồng con này nhanh có nè. Em sale luôn chị em con này 49k. Chờ cái nó của bé. Con sau là của bé. Con sau của bé rồi nè. Hàng công ty nhá. Con này phong to phong 60 vô tư. Con này đi 49k. Không có màu trắng, cái này lẻ tẻ nhà em đủ đủ các kiểu, em cọc chung thứ con cái em cọc chung vô trong này mà bán tàn thôi hết. Hồng 39 cho ai? Hồng 39 à, cho chị mặt trời hồng. Mặt trời hồng con này lên mã hồng đậm cho Nguyên nhé. 49k form này 60-62 vô tư, lên mã hồng đậm cho Nguyên được nhé. 60-62 vô tư và chốt luôn chị em con này 49k. Con này chị em phát nhanh rẻ quá thể luôn cho bé, nhưng mà không có đến size từng nữa chị, không có đến 65. Con này tặng 29.000 luôn cho nó vui này. Con này tại vì hôm bữa bị con cái bị nhem nhem. Cái hàng 69k đây. Con này hàng 69 có cái nó sẽ bị nhem xíu như vậy mình, như con này nhem xíu nè. Những cái màu này mã này là bán bị lỗ tẹt hết trơn á. Nha, con này bị nhem xíu nhé, con này 29k, size 50. Nha, polo mắc kim con này đẹp, chắc đẹp nhưng bị nhem xíu. Con này lên mã 29 trong nào được. Nha, chốt mã 29 còn mấy con. Lên mã phối 29. Phối 29. 29 thì hoa đá. Chia sẻ dùng Nguyên nhé. Chia sẻ dùng Nguyên nhé, có cái bị nhem có cái không thì bốc đại vậy mình ơi. Thì Nhung Phạm cái, thì Phương Nguyễn tóc ngắn cái. Phương Nguyễn tóc ngắn cái, 29.000. Hết rồi. Hết rồi đó. Hết rồi. Con này em đi luôn chị em 35k nè. Tàu xịn chắc đẹp lắm luôn, 60 vô tư. Gần như là Boris luôn. Con này gần như bo rip luôn, trong nguyên mã 35k. 35k có một quần em còn rất là nhiều nhà, cả kho quần mà chị em yên tâm. Trong nguyên con này nha. Comment mã này là mã chữ cam 35. Chốt lên mã chữ cam 35 trong nguyên là được nhé. Comment lên mã chữ cam 35k nhé. Đẹp siêu đẹp. Lên mã chữ cam 35 trong nguyên là ok như vậy mà nói. Cam 35.000. Rồi nhá, tiếp luôn cho Nguyên con này. Con này thì là chị em mình nhận hàng nhiều lắm rồi. Cho Nguyên con này nhá, size này dành cho chị em mình 52 đổ về. Cho Nguyên con này vàng 35k luôn. Vàng 35 nhá. Cam 35 chị Phương Hồ, vàng 35 cho Nguyên là được. Vàng 35 cho Nguyên là ok. Cái này là thứ còn cái nhà em cột chung vô chân năm này. Xeo hết cho nó gọn. Rồi cho Nguyên con này xanh 35 luôn, quá là rẻ. Có tông tàu nhá, form 60 luôn nè. Lê Mã Ngọc 35. Chúc mã ngọc 35 chung là ok. Có tông tàu nhé, lên mã ngọc 35 chung là được. Ngọc 35, chúc mã ngọc 35 chung là ok. Hàng này còn cọc chung vô đây. Hàng này là đang đi 55.000 lại cọc chung vô đây rồi này. Con này lên mã đẹp chung nguyên 55. Vung lửng. Con này lên mã đẹp chung nguyên nhé, 55k body. Con này body nha, chắc. Đi nhanh, đánh răng nhanh rồi đi ngủ cho mẹ đi. Mẹ lên lịch mà không làm theo đúng lịch của mẹ đó nha. Cho Nguyên con này nè, 55k nhé, lên mà đẹp cho Nguyên là được. Cho yêu thương trần, body. Thứ con, rồi lên mã xanh chuối. Chưa bán hàng xong đâu. À gần xong rồi chứ chưa xong đâu. Con này 60-62 vô tư, con này 49k nhé, hàng công ty này chị em nè, hàng BH. Phong to nhá, 65 vô tư ấy. Con này lên mã cổ xanh cho Nguyên này. Cổ xanh đi chị em mình. Con này 49.000 thế. Ừ. Cổ xanh 49, chị nào lấy cổ xanh 49. Ờ lại tại linh tinh. Con này đi 35.000. 35.000 form 60, lấy mã V vàng 35 size 60.
màu đẹp hết rồi. 35.000 size này là size 60 nhé. Lên mã vàng 35 size 60. Chị nào lấy vàng 35 size 60. Mã nó hết rồi chị Kiều hỏi. Xanh cho quế đen. Con này 29k nắp. Rẻ rất là rẻ. Còn lẻ tẻ thứ cái mỗi mã, còn cái nhà em cũng chung hết trong này. Đi luôn cho nó gọn 29k con này. Lên mã nách con này 60 vào vô tư. Mà chắc nó mềm rồi là mềm nhũn luôn chị em mình nữa. 29.000 nách. Con này cũng lẻ lấy khen leo. Nha, comment mã 29.000 nách. Chốt nách chung là được 29.000. Nát 29 trong là ok. Rồi lên mã chéo con này bị chị em 39.000. Bạn chị Nguyễn Bảo Ngân lên thông tin cho em nè. Nguyễn Bảo Ngân. Phát bé để mai em up lên đi chị em mình nè. Có, hay là em đi lên. Sợ lên không đủ mà. 35 hả? Ừ. Trắng 29 cho chị à. Thanh Pha. Sao con? Sao? Trắng nắp cho X Út Hầm luôn. Trắng nắp cho Út Hầm luôn. Phải anh. Đấy, khi mà nhà nguyên xã chị em mình yên tâm, không bao giờ đi nhập ra được đâu. Giá bình thường đã rẻ hơn ngoài thị trường rồi. Sao con? Con này có tông tàu nè. Đây con này 40k đi. Hàng 55 nhé. Con này hàng 55, size 55 đổ về chị em chút đẹp. Con này hàng 55 có tông tàu nhé. Con này mã 40 đi. Lên mã dây trắng cho Nguyên nhé. 40k. Dây trắng, dây xanh cho Nguyên là được. 40 nha. Dây trắng và dây xanh 40. Đấy. Lại xanh nữa rồi. Dây trắng và dây xanh. Trắng với xanh nhé. Nó trắng em hết rồi. Dây xanh trắng cho Út Hâm. Út Hâm 40 này. Rồi nhá, chị nào lấy dây trắng và dây xanh chốt luôn dùng Nguyên là được nha chị em mình ơi. Con này chắc có tông tàu. Xanh luôn chú Út Hâm luôn, ok này. Xanh chú Út Hâm luôn. Rồi nhá, chị nào lấy dây trắng và dây xanh, còn cái trắng cái xanh giá 40, rẻ đẹp nha. Mua áo phong đi đâu, đi vô nhà Nguyên thôi. Vô nhà Nguyên chắc siêu rẻ và chắc siêu đẹp nhá. 40 nhá, còn một trắng màu xanh. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên. Ở ngoài không bao giờ mua được con này giá này đâu. Thiệt. Đây, còn lẻ lẻ là nguyên sale, hàng đi 55.000 đấy. 55.000 là lãi vài nghìn, và khi xả xuống 40 thì là dưới giá nhập rồi. Dưới giá nhập rồi. Đấy, người ta bán cái một cái món đồ là lãi mười mấy, lãi mấy chục nghìn. Rồi trong nguyên con cổ. Cổ nè. 55k cổ. Size 55 nhá. Size 55 con này toàn theo. 55k cổ đen có 2 con, toàn theo nhá. Chị nào lấy 55k cổ chốt 55k cổ trong nguyên là được. Toàn theo nha. Từ từ có mấy cái áo khoác này em bán tặng phát nữa đây nè. Rồi trẻ mà nó ưa cái con quần xịn nó không còn ít cái máy mà lên nó không, em lay đi lay về nhát lắm. Đây em bán tặng cái khoác lẻ tẻ này phát rồi. Cái này còn cá xịn. Size 62 thậm chí 65 có 1 cái. Đây mã cao cấp 129 cho Nguyên. 62 thậm chí lên 65 nhé. Nè. Cho Nguyên cao cấp cho Nguyên nhé, 65 được. Con này mà chị nào to người mang con này ok luôn. Chút mã cao cấp có 1. Cao cấp nhé. Áo đang mang hình như là chưa. Áo đang mang là 63.000, còn mấy cái mấy màu á. Rồi nhá, chị nào lấy mã này lên mã cao cấp cho Nguyên nhá. Không, em không có khúc riêng nam chị ơi. Cao cấp 129 nè. Chị nào lấy cao cấp 129 chốt này. 129.000 con này nha. Sao giờ yếu thế. Chị ơi, cao cấp này phông to nha. Con này phông to chị nhá. Phông này 65kg đó. Nghe rõ cái số ký chốt luôn dùng Nguyên. Đúng rồi, cái hàng này toàn xe bự. Hàng này toàn xe bự thôi. Đó, ai thích cái này lên cao cấp. Ok. Chị ơi, 48kg là chị lấy cái quần tổ ong được không? 79.000. Không có 55 chị ơi, cái này cho chị Mai Thu Ngô, cách mới hay cũ ta? Cho chị Mai Thu Ngô 129. Cái gì chứ lẽ ra size to thì không sợ. Giờ toàn khách to nhiều. Cho bà xã cái cọc khóc này nè. Lại tải này cho lên bán tặng hết. Ok. Thì em sợ tại vì lấy xe bự. Cái nó xe bự không à.
Ok chị. Mai thu mua mới thì cũ đi. Cũ. Con này xả sóc nè. Mua lẻ lẻ thứ có 1 cái nhé. Phát cho nguyên cái này lẻ lẻ thứ cái mà. Giá siêu sốc luôn. Cái này có kaki thụng nhé. Đang vô mùa nè. Đang vô mùa gió nè. Cái này em bán tặng hết nhé. Ok chị. Không, hình như bữa giờ không mua hay sao ấy. Bữa giờ không có đơn hay sao ấy. Con này lên mã gió hai lớp nha. Con này là gió hai lớp, form 60 luôn, 60-62, có kaki nhá. Được chưa? Thư con cái rồi bán tặng này. Bán tặng này, tư thế bán tặng này. Ăn 1-2 năm dạng túi hộp, cái này mà chị em mình mua cho con gái lớn, trai lớn đi, con gái lớn đi học được. Nhà to size này 60 vô tư túi hộp. Con này em bán tặng 79.000 thôi. Ăn 1-2 năm đó. Còn được từng này con mỗi mẫu con cái này. Em đi gọn luôn chị em là 79.000 một cái. Nghe rõ giá nhé chị em mình, hàng 1-2 năm. Kaki là kaki 2 lớp nha, kaki 2 lớp size 60 vô tư, chặt khoác thụng ấy. Túi hộp 79k, rẻ hơn con áo thun nhà người ta bán lên luôn nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Quần dài của nam à, có quần mì 1-2 năm, quần mì cao cấp 1-2 năm. Rút chờ xả luôn, ở ngồi chỗ này nè. Nhưng mà size giờ còn size nhỏ lắm, tại vì đã lên like rồi. Tầm 65-68 cái đổ về thôi. Ngay chỗ này, ngay tay trái em xả này. Tay trái em xả có mấy cái quần màu đen đen, còn mấy cọc quần màu đen. Cho xả rút mão thôi. Chữ thì khác nhau, ở dưới đất luôn mà. Quần u mì á. Không, nó bộ rồi. Thôi để rồi xả rút cho. Để xả rút các mão á chị em mình. Này, đẹp chưa? Đẹp chưa? Rồi đầu cho em xíu để coi ngon vàng ai cứu. Chị Linh Trần lên thông tin cho em đi. Chị Linh Trần lên địa chỉ lên trên like cho em để coi. Ừ, đúng rồi. Nhiều cái chữ. Là sao chị? Cái gì 29 đó chị? Cái này từ. Cái này cho chị Linh Trần ơi, lên địa chỉ trên like cho em nhé. 29 gì luôn. Lên địa chỉ lên trên like cho em nhé. Thứ con cá thôi. Mỗi mã là 2-3 mẫu luôn á. Này không có đen, à, đen kiểu khác chị Hạnh ơi. Từ từ em lên lại chốt nha, chứ không là luôn cái kiểu mình không ưng được mất công. Kiểu này giống kiểu nãy không? Hồng nè. Rồi lên hồng nè. Ok chị. Hồng 60 vô tư, 2 lớp nha. Thì gió siêu mềm luôn. Hồng hoa cúc nha, lên hồng trông ra được. Nè, đẹp chưa? Y con lúc nãy á. Áo mát đó, hết rồi. Hết rồi chị. Comment mã hồng cho Nguyên nhé, 79k luôn. Trời ơi, cho chị mặc trời hồng. Rồi cam. Cam. Con này mà chị nào giờ to tới like đến giờ mà sang mã này thì quá là lẻ luôn. Dây rút quen kia thôi, rút kéo nhiều quá. Đó, rút lại thôi, đó. Túi hộp nha, màu cam. Túi hộp màu cam, con này đến 60 vô tư nè. Trời ơi, nhà ai đi con này 79.000 chị em mình túi hộp nhá, mang thử con một cam. Rồi lên cam 79 chung là được. Chốt cam 79 nha. Đẹp quá thiệt là rẻ chị em mình. Màu cam 79k cho Nguyên nè. Nha, 60 mang vô tư. Cái này có bo rút nè. Có rút bo nè chị em mình ơi. Cho Nguyên con này nhá, lên luôn dụng mã này là mã cam cho Nguyên là được. 79k chị em mình nghĩ mua được con áo thun bình thường ấy. Em đang đi gió hai lớp nhé. Này còn ít em lên đi cho nó gọn kho thôi. Nha, còn được cọc cột chung nè, bỏ đi còn gọn kho. Cam nhé, cam vị thúy thanh. Cam vị thúy thanh rồi vàng. Em mở cho em tìm. Cam đang mang vị thúy thanh. Rồi vàng này có một cái. Phải không chị Hình Phương trời con đúng không? Hình Phương nào đây? Em không biết đâu chị, chốt đơn xong là đi đơn rồi đó nha, em không dám chắc đâu đó. Vàng size 60. Vàng này size 60 toàn bộ là hai lớp nha chị em mình ơi. Rồi lên vàng size 60. Vàng size 60, chốt vàng size 60 chung là được. Màu hồng luôn nè, cái này size đại nhá, size 60 luôn. Cái này giống như cái mã đầu tiên ấy. Hay giống mã đầu tiên ấy. Rồi con này. Rồi nha, lên luôn dùng mã hoa cúc chung là được. Còn bên mã hoa cúc chung là ok nhá. Lên hoa cúc xả 79. Cái này giá xả rồi. Không đi nhập được giá này đâu. Một con áo có gió thì không thể nào bây giờ đi nhập được cho mình 79k hết á. Hồng cái hoa đá. Hồi nãy cái này cam chị Thúy Thanh rồi nè.
Trồng cho chị hoa đá luôn. Còn một cam đất nè, hoa cúc em hết. Màu cam đất này cũng hoa cúc, cái này kaki nè, kaki nè. Rồi lên màu cam đất cho nguyên là được nhá. Cái này cũng hoa cúc. Lên màu cam đất cho nguyên kaki hai lớp như vậy mọi người. Kaki hai lớp dạng dạng hoắt tổng 60kg như vậy mọi người. Đấy, nguyên 52kg vẫn mang được. 60kg chị em vẫn mang ok. Cho nguyên con này. Còn lên màu cam đất cho nguyên là được. Lên màu cam đất cho nguyên là được. Lên màu gạch cho nguyên các mẫu. Gạch 2-3 mẫu đây, tốt đại nhé. Rồi lên gạch cho nguyên nè, 79 ta nó. Lên gạch 79 cho nguyên là ok. Gió hai lớp nha. Còn màu cam đất cho chị mà cam đất đây, cam đất rồi đó. Rồi lên màu gạch cho nguyên là ok nhé. Còn màu gạch, cái này màu gạch trong màu đỏ nha. Chị Huỳnh Phương nào đó mà không thấy thôi trả lời ta, thì thấy khách nhà nguyên 2-3 chị Huỳnh Phương luôn ấy. Rồi nhá, lên màu gạch cho nguyên toàn bộ là hai lớp hết nhé chị em mình ơi, mà đi 79.000 thôi nha. Chị nào lấy màu gạch comment lên màu gạch cho nguyên 60 ok. Chờ câu 40-60 mang ok hết nhé. Chị nào lấy màu gạch có 2-3 kiểu này, ba kiểu ba cái nha. Ok có rồi. Rồi màu gạch, rồi cái màu đen này là hết 79.000, rẻ quá thể luôn. Còn cái màu đen nữa hết, chị nào lấy đen lên đen cho nguyên là được. Còn màu nguyên đang mang là một gạch nha. Và màu đen, đen đằng trai mang được. Đen đằng trai mang được luôn này. Riêng màu đen này mua cho con trai lớn mang được luôn chị em mình. Nha, riêng màu đen này mua cho con trai lớn được luôn. Nha, chị nào lấy đen lên đen cho nguyên. Lê Tình có rồi nha. Cam đắt hết rồi. Đen cho Trần Nguyễn. Áo gió nam em lên rồi mà. Đen này chị mình mua cho nam cũng được luôn. Rồi nha, qua mẫu nha chị em mình ơi. Hết đen chị ơi, hết đen. Em lên chị mình mẫu quần mì nam xịn. À để em bóc con áo đang mang đây. Từ từ đi bóc con áo đang mang, có mấy con ấy, còn được sót được mấy con. Cứ ghi là ghi rõ ngồi đi. Đen hết rồi nha. Tao nghĩ tại vô ngủ rồi. Đây áo đang mang là A63.000 đi chị em. Mỗi màu có một cái thôi. Lên mã tim kèm màu chung là được. Tim vàng, tim hồng, tim màu cam, tim màu gạch. Nha, chị nào lấy tim kèm màu chung là được. 63.000 con áo đang mang. Phông rộng nha chị em mình ơi. Phông rộng nhá, chốt mã tim kèm màu. Con này chị em mình yên tâm về chắc luôn ấy. Tại vì rất là nhiều rồi. Lên mã tim kèm màu còn được 4 cái 4 màu thôi. Màu cam đang mang màu hồng, màu rút và màu vàng. Lên tim kèm màu nhé, 63.000 con. 63.000 một con nhé. Chị nào lấy cái này lên mã tim 63 kèm màu cho Nguyên là được. Phong này to phủ mông dấu quần luôn nha. 40-60-62 mang ok. Lên tim kèm màu, màu vàng, màu cam, màu hồng, màu gạch, 4 cái 4 màu, 63.000, con này chắc là đẹp nha. Bình thường chị em mình em chạy áo thun 49.000 vàng cho chị Mai Thu Ngô. Và anh chị Mai Thu Ngô 63.000 nhé. Tim vàng thì Mai Thu Ngô 63.000. Rồi lên mã chữ trắng cho Nguyên. Chữ trắng, ok. Chữ trắng, chữ vàng, chữ này hôm bữa chị em mình hỏi nhiều lắm mà tìm đâu ra đâu. Nè, hôm bữa có mang con giống như này nè. Rồi lên mã chữ vàng, chữ trắng nè và chữ màu cam được 3 con giá 63. Nha, chị nào lấy cái này lên nhanh tay cho Nguyên nhé, 63.000 con. Đây mã chữ kèm màu chung là được. Đấy, đẹp. Hàng này toàn hàng 101. Hàng chị em mình mua số lần 101.000. Đây tiếp luôn chị em mình mã này, quần mì nam có các kiểu chữ như chị em mình ơi. Cái này có mấy kiểu chữ lần. Chữ trắng thì Trần Nguyễn luôn. Trần Nguyễn 63. Cái này là mì nam xịn, em nói về cái này mang tráng mang che thôi. Mang đến lúc mà gọi là chán là vứt, cho biết đến bao giờ nó mới hỏng cái con quần mì hàng nam này hết. Cái này đài size đấy 68kg thôi, giờ hết size to rồi. Cái này các kiểu chữ khác nhau, ví dụ như cái chỗ này có chữ B này, có chữ nai này, đấy, có chữ đáp này, đấy, các kiểu chữ nhé, chị em không có chọn kiểu chữ nhá này. Đẹp lắm luôn. Quần mì nam xịn, đài size từ 50 độ lên và 65 độ về là có size. 65 độ về nhé, mã này thì Nguyên đi luôn chị em mình là 120.
25.000. Một cam nè. Ừ. Mã này cũng đem 125 nhá, chị nào. Như Ngọc. Chị nào lấy mã mì nam xịn kèm cho Nguyên cái số ký là được. Mì nam xịn kèm số ký cho Nguyên là ok nhá. Kèm số ký từ 55 độ lên. 50 độ lên. 65 độ về là ok. Hôm bữa là có đến 6 mấy ký. Ghi ra mã mì nam này kèm số ký cho Nguyên nha chị em, là 125.000. Mì nam kèm số ký 125 cho Nguyên là được. Nha, mì nam kèm số ký lên luôn dùng Nguyên. 125.000 chắc đẹp. Mang gọi là con này mang trắng mang chè vứt thôi. Mùa nào mang được con này hết. Riêng cái này mùa nào mang được hết. Giờ mang ok nhé. Qua mùa nắng mang cái này. Nó ví dụ như chị em mình mua nỉ mua đồ á thì giờ chị mang được mùa đúng không? Đấy. Mì nam là 125. Ôi quên nãy có một cái áo nam xịn hồi nãy không lên luôn. Quên mất tiêu. Áo nam có cả con mũ nè, mà nó sẽ 89.000 quên mất tiêu. Chị em mình lên mã mì nam kèm số ký xong rồi được. Hai cái sẽ bóc chị em mình hai cái chuyện khác nhau nha. Thì chị em mình những cặp quần xịn lắm. Mì hàng nha. Đó, thay vì chị em mình mua nỉ thì Nguyên vẫn có. Ok. Nỉ thì cũng có, nhưng mà nỉ chỉ mang được một mùa lạnh thôi. Còn mùa nắng thì nó bị nóng. Còn con này mang 4 mùa. Quần mì là mang 4 mùa, mùa nào mang được hết. Mì là em đem 125 nhé. Rồi, chị nào lấy mã mì 125 chốt luôn dùng đi. Rồi, cái này em còn được mấy cái. Em xả gọn luôn đi em mình này. Đồng 39.000 luôn, hàng 55k không đây nè. Có chị. Không, không có mì nữ, em đem mì nam thôi. Mì nữ chưa có. Chị Ngân Thư ơi, lên cho em cái size. Áo trắng trên cây. Dạ chị ơi, 40.9.000 áo trắng 49.000. Chị Ngân Thư lên size cho em, hàng có size chứ không phải hàng free size đâu. Mà cứ tầm khoảng 50 độ lên, 65 độ về là có size á. Cứ lên cho em cái số ký nha chị Ngân Thư ơi. Rồi con này em đi đồng 39k luôn. Hàng này hàng 55, còn được mấy con nè, lẻ tẻ màu. Lẻ tẻ kiểu trong nè. Ok, size 55. Con này đi 39.000 phong lửng. 55 độ về. Lên mã lửng nu chung là được. Hàng 55 nha chị em mình ơi. Xe 55 đổ về lên mã lửng hồng chung là được. Lửng hồng xả 39. Không quên luôn, lửng nu lửng hồng xả 39 có hai tông màu. Màu nu màu hồng. Xả 39 được từng này con thôi. Mã lửng này có cả nu cả hồng. Em đi 55.000 đó. Em không lên đồ bé chị ở hôm nào đồ bé thì em bóc đồ bé. Không lên đồ bé em nói từ đầu không lên đồ bé mà. À đồ bé có sao cái mũi ta? Đồ bé có hot đi thôi. Giờ lên hết đi à. Mà giờ lên mấy giờ rồi? 10 giờ mấy rồi. Để dồn một like đồ bé luôn đi cho nó tiện. Dồn hẳn một like đồ bé, like một like đồ bé đi cho nó sướng. Con này đi 39.000 nhá. Lên mã lửng nu và lửng hồng trong này được. 39.000. Con này phong lửng nhá, có tông tàu xịn đó. Có lửng hồng và lửng nu đi 39.000. Rồi ve trắng này bán tặng 39.000 luôn, con này thun thái. Ve trắng này bán tặng 39k, con này thun thái hàng 55. Cũng đi 39.000 luôn. Nha, lên mã ve trắng size 55 độ về. Cầm em mã V trắng, con này là thun thái với chị mình ơi. Nha. Cho chị Nguyễn Bảo Ngân. Rồi lên mã tim chung ra được. Tim đen phải 55.000 đây nè. Có tông tàu này đi 55.000. Đi 39.000 tim đen luôn. Đừng nuôi cho chị Bông Nguyễn. Rồi nhá, cho nguyên con này. Đi 65kg. Đừng nuôi cho chị đen này, cho chị Nguyễn Đức này. Cho chị Nguyễn Đức này. Kim đen chị Nguyễn Đức này. Lẫn nu cho chị Kim Hoa. Kim Hoa 65. Thì còn cọc áo nam nhưng mà không biết là size số nào. Thằng Boris. Thằng Boris. Thế thôi chị Linh Diệp hả? 39.000. Lỡ con này đi 39.000. 3158 phong to. Lâu ngày với chị Linh Diệp thầy. Con này phong to lắm. Chốt mã chữ trắng cho Nguyên á. 60-62 vô tư. Mà vải nó rất là mịn nhá. Hàng 3158. Nha, trong nguyên con này em đi luôn chị em 39.000 luôn. Mã chữ trắng trong ngò được. Coca Cola 39.000. Nha, chốt mã chữ trắng 39 không to nhá. 062. Rồi con này lên mã. Cái này toàn bao rít kiểu nè. 52 độ về. Hàng này cũng đi 59.000. Đứng hồng chị người tình trăm năm. Người tình trăm năm. Con này bao rít phải 55-59 không chị em mình ơi. Đẹp lắm. Thì mà 52 độ về thôi. Con này lên mã rít nu và rip hồng đi 39k luôn. Đây luôn chung trong cọc này đi 39k hết. Rồi lên mã lửng nu và lửng hồng 39.
Hẳn ngày mai em chốt đơn thì ngày mốt chị nhận. Like này ngày mai nhà em chốt đơn thì ngày mai ngày mốt chị nhận được hàng chị nhé. Tráng coca cho Khanh Kiều Hoàng. Lấy mẫu lẫn nu chung em được. Lẫn nu và lẫn hồng nhé. Lẫn nu, lẫn hồng, lẫn đỏ. Nha chị nào lấy lẫn. Lỡ cọc này em đi chị anh 39.000 hết luôn. Paris cho chị hình phương. Còn màu hồng. Màu này màu 39.000. Màu này màu gì mặt nhạt nhạt hết. Màu nhạt nhạt, màu đỏ 39k hết nhé. Rồi con này phôn bự cũng đi 39k. Lên mã vàng to chung là được. Hàng 3158 đang đi 55.000. Cho nguyên con này nhé. Vàng to 66A vô tư. Vải nó rất là đẹp chị em mình yên tâm. Giờ chị có thích màu nào là chị em mình chốt thôi. Đấy. Rồi con này cũng hàng 55 Boris này. Chiếc màu nhạt cái gì mặt trời hồng. Mặt trời hồng 39 luôn. Rồi cho nguyên con này. Lên mã L cho nguyên là được. Cảm ơn mã chữ L. L cho nguyên 39k luôn. Vàng to gì thủy thủy. Vàng to gì thủy thủy. Vàng to đi 39.000. Riêng cọc này em đi 39.000 hết. Riêng cọc này đi 39.000 hết nhé. Là 20. Comment mã rip 39k chữ L ấy. Hàng 55 đây nè. Nhưng mà em không biết hãng đâu rồi nè. Bạn coi em hết rồi. Sao cái mũi nước đi cả. Còn bao rít về tay em đi 59.000. Ôi có 55 tiêu thả. Lên hôm chị em mà nó hơi ngưng. Là hồng chị Thúy Thanh. Con này đây mã mũ size 62 đủ rồi. L. Rồi xả bỏ đau rồi. Mã L nu á. Đây nè, trước mặt ông xanh. L nu chứ không phải L hồng. À lẫn hồng. Thầy chị Thúy Thanh comment cái gì đó. Đẹp chưa? 95.000 con này, đi 89k đi chị em mình xe 62. 89 xe 62 cái này mặc thử đi con. Bữa nước like bữa nước đi không? Không nhớ chính xác. Thử. Nó đẹp lắm. Đi 89.000 luôn. Rồi lên mã mũ chung là được. 89.000. Mũ nó cũng còn lai ra hồi nãy quen. Nãy quen chứ không like luôn một thẻ luôn. Bỏ vô đi. Con này hơi nhỏ rồi. Con này phôm hơi nhỏ rồi chị em, tầm 57 đổ về thôi. Mà sẽ XL phôm nhỏ thì bán con này từ hôm bữa giờ. Em không like lại đâu chị. Không, con này 57 đổ về thôi. Mũ 57 đổ về chị em chút. Để thử lại cái phôm bán cái này bữa giờ không nhớ. Trời ơi. Con này chút thử lại con cả con không mũ, con có mũ có phôm này. Từ từ nhá. Mũ là 57 thôi. Từ từ em thử lại. Tại vì cái này em bán từ bữa giờ em không nhớ luôn. Nó được cái form, tùy cái form áo phải thử lại cho chắc. Sao vừa được? Size nhỏ không à? Không có size to. Mũ hồi nãy là 57. Hey, cái này của nữ nha, không phải của nam đâu nha. Của nữ nha chị ơi. Không có phải của nam. À quên lộn, nam chứ không phải nữ, lộn. Nam chứ không phải nữ nha, nghe rõ luôn giùm em. Eo ơi, cái này còn tạo xe nhỏ. Nam chứ không phải là nữ. Quý vị ơi. Nam chứ không phải nữ nha. Rồi lên mã sọc này 89k, bao đẹp luôn. Mày chị em mình nhìn nè, xịn xò không phải ăn sổn sổn đâu. Nam ok, nha. Cái chị Hình Phương. Hình Phương, mũ à. Đấy. À dồn thì em ngủ chưa sao? Ngủ rồi thì like xíu nữa. Còn chưa ngủ thì nghỉ. Cho nguyên con này size 60. Nhiều. 89k.
Rồi lên xíu nữa, ráng lên xíu nữa chị em mình ơi. Nếu như mà chị to, em nói mà chị to, chị lấy cái mã xịn này nè. Mã xịn hồi nãy còn mấy cái con quần xịn, còn áo len này bóc ra chưa lên. Áo len toàn mã đẹp, bóc len chưa lên nè, view ít rồi. Sọc này cho chị Phương Nguyễn 89k. Size 60 thôi nhá. Tình Ngô 64kg, ma cũng thông thả. Không phải đây còn 62kg, ma cũng thông thả. Mũ này còn cá nè, size 57. Mũ to. Mũ to này size 57 nha, mũ to này size 57, giá hôm nay luôn chị mình là 89k luôn. Rẻ quá thể luôn, hàng đẹp, hàng xịn chứ không phải hàng xổm xổm đâu. Chị mình yên tâm. Không phải hàng xổm, toàn bộ hàng này hàng bán shop hết á. Da cá tàu không á. Tại vì cái mã này hôm bữa em like rồi, còn rất lại cái này. Là em sale thôi. Nha chị nào lấy mã mũ này size 6, size 57. Mũ sọc to size 57. Size 57 chị, size 57. Rồi trong nguyên con này size 57 nè. Lên mã sọc đen. Sọc đen này size 60 nhá. 89k luôn. Xịn lắm. Sọc to là size 57 thôi chị. Còn bộ con size nhỏ không có size to. Còn size 1 thôi không có size 2. Con này size 62. À 60 sorry. Sọc đen size 60. Chị nào lấy sọc đen size 60 chốt luôn trẻ mình 89 gì. Sọc đen size 60 chung là được. Nha chị nào lấy sọc đen size 60 sale lên x lên nha chị mình. Còn này toàn size nhỏ thôi. Hôm nào view đông đông là có chị nào chốt size nhỏ size to, giờ toàn size nhỏ lại khó like. Rút bóc cho bà xã cọc lên đi sao. Cọc lên đi. Lên này còn lẻ tẻ em sale nó. Lên cọc hai cọc lên nha chị mình. Thôi lại xịn sò à. Còn lên niêu nha, nhà em đi toàn hàng niêu chứ không đi hàng si được nhé chị em mình ơi. Tèn tán tèn nhưng mà phun này phun lửng. Này trẻ trẻ xíu thôi chị em mình ơi. Nè đẹp chưa. Thứ còn con cái thôi. Phun này chị em 55-57 độ về chị em chút đẹp. Con này em đi luôn chị em mình 105. Xịn lắm. Xịn lắm luôn, 150-180 chị em mình không mua được con này luôn á. Cho nguyên con này nhá. Phun lửng nha. Nhớ là phun lửng. Đấy trẻ trẻ thôi, còn chị nào đứng tuổi không mang được phun lửng đừng chốt con này dùng nguyên. Để chừa cho người khác chốt nha. Xịn lắm. Xịn lắm. 105. 105. Cho Thủy Thủy. Này. Đẹp chưa? Này cũng vơm lửng nhá, 5557. 5557 lên mã hồng trong là được. 105, 5557 đổ về nhé, toàn mẫu đẹp không? 5557 105 nha, chị nào lấy cái này lên mã hồng, comment mã hồng 105. Toàn bộ là len xịn nha chị em mình ơi. Như con này len hai da, mang con này mua con này chuẩn bị tới Noel mang được rồi, lại sắp tới Noel nữa rồi, mua con này tới Noel lại mang được rồi nè. Lên mã đỏ chung là được, cái này không có sai chị, hàng này không sai, len thì sẽ không có sai. Riêng về len là không có sai chị ơi. Lên mã đỏ len hay da nha, chị nào lấy cái này lên đỏ len hay da 105. Chị nào lấy len hay da chốt 105 nhé. 105 len hay da cho nguyên là ok. 105 như vậy mà nó bao đẹp, cái hồng đẹp mà. Rồi len có sọc. Vì cái này còn lẻ tẻ là em sale thôi. Rồi lên mã có sọc cho nguyên được. Đi ít quá. Thôi thương ngưng đi chị em mình. Thương nhé. Thương đi. Đỏ cho Mai Thu Ngô. Cái này cũng trẻ trẻ như vậy mà này đẹp lắm. Hay cũng ưng lên lắm nhưng mà view nó ít ít, hơi làm biến. Cho nguyên con này 60-62 vô tư nha. Đấy, chốt lên luôn dùng mã sọc. Sọc 105, dặn lên khoác như vậy mà nó sọc 105 có một. Thì nào lấy sọc 105 chốt. Thằng Hảo nào đây ta? Thằng Hảo nào đây hề? Thằng Hảo thì Hồng Phụng hay là thằng Phạm Thảo nào đây? Lên thông tin cho em đi chị. Lên mã mũ đẹp chưa, 65 ok luôn đó, cái nào thấy đâu đó hết rồi. Chị Hồng Phụng phải không hay là đó, chị nào lên thông tin cho em đi chị. Ok đó. Ui nè, lên mũ cho nguyên nhá, 65 vô tư con này đẹp lắm luôn, 105 luôn nha. Chị nào lấy lên mũ con cái ai nhanh có 65 vô tư, lên mũ có 165kg vô tư nhá. Ok ở cái này gì không biết, lên mũ cho nguyên là được. Chị nào lấy lên mũ chút, lên mũ cho được.
105. Đi đồng 105 luôn. Cô ta chưa? Cô ta chưa? Len thì dạ mình không có cần. Chưa, tại vì chưa có hàng. Có ai mới chừa, không có lấy gì chừa. Có sai mới chừa chứ. Ủa chị Thí Thanh. Thí Thanh Pokemon, lấy mã theo cho Nguyên là được. Toàn bộ theo nhá. Cân chưa, cái này chị em mình mua. Trăng đuổi còn, nhưng mà không có cái màu. Còn màu caro to. Còn caro to chị ơi. Nè, lên mã này là mã theo cho Nguyên là được. Cái này toàn bộ là theo hết như vậy mình ơi. Từ 40 độ lên 60-62 gì mà ăn được con này hết. Lên giãn vô tư thoải mái. Trong mã theo cho Nguyên nhé. Comment mã theo cho Nguyên là được. 1005. Rồi lên khoác lên mã ô cho Nguyên. Pokemon cho Duyên Duyên 105. Lên mã lên khoác, lên đẹp lắm. Rất lên đẹp lắm. Lên mã khoác ô cho Nguyên nhé. Đồng 105 luôn. Thôi còn ít là em đẩy lên còn một giá luôn. Cho Nguyên con này nhé. Comment mã ô 105 cho Nguyên được. Đẹp, chắc đẹp, to. Ô nhé. Đâu có lên mũ chị được vài con à. Nó sót sót trong mà em lên thôi chứ không có nữa đâu. Còn mũi cái này còn sót sót lại tại em lên thôi. Ô cho chị Nguyễn xem. Nguyễn xem. Lại Thái Noel chưa? Rồi nha, lên mã này là mã hưu đi. Comment mã hưu lên hai da nhé, 105. Hưu cho Nguyên nhé, 105. Toàn lấy xịn nhá, thì chị em mình yên tâm. Caro à? Caro hết thì cha. Mã caro, mã ô hay là mã gì? Mã ô nãy hết rồi. Cái ông kia còn hay không? Ốc được mái tá. Rồi nhá, con này lên con hưu cho Nguyên nhé. Lên con hưu chung là được, con này đẹp lắm. Lên hai da nha, 105. Hưu chung là được. Lên hưu chung Nguyên nhé, 105, lên hai da. Comment mã hưu chung là được nha. Không, cái này hả, người ta mang resize mà, bao nhiêu ký mang được, hàng này giảm theo phone mà. Thích chưa? Rồi lên luôn dùng mã kiểu chung Nguyên là được. Lên kiểu nhá. Cái này có con à. Lên mã lên kiểu chung Nguyên là được. Tay thì phối lưới nhá. Hàng này free size. Lên không có size đâu. Cái này free size nhá. Chị nào lấy mã này lên mã kiểu trong là được. Cứ xếp ngang là sao. Rồi cái này có một. Cái này khoác mũ này. Cưng này. Khoác mũ cho Nguyên này. 105. Bao nhiêu ký cũng được. Không hết rồi nè, thường cái nào cũng thích à. Rẻ mà, so giá này rất là rẻ luôn chị mình. Còn ít như là con xe chẳng gọn. Kiểu cho mặt trời không. Rồi nhá chị nào, chị em mình thấy nhiều chỗ giờ người ta mà đi lên không? Lên mông. Đúng bằng người ta đi giá lên mông mới thôi. 105, còn bộ lên dài, lên xịn hết. Lên hai da rồi không à. Đi chị em 105. Rồi lên mã khoác luôn là được. Khoác nhé, 105 luôn. Thì thế còn chị em thấy không? Mỗi nào còn cái hơi cái cái. Pokemon này còn cái. Cái con hươu nó đẹp cái không chứ mà. Có cái kiểu trắng này chị em. Hồi nãy kiểu đen á, giờ đây còn cái kiểu trắng nữa. 105 hết. Kiểu trắng 105 luôn. Chị nào lấy kiểu trắng 105 chút lên tay chung luôn là được. Đẹp quá, xịn quá. Sọc nào ta? Sọc cái nào ta? Đây. Sọc trong bộ. Lên kiểu trắng cho Nguyên 105 luôn. Lên mã kiểu trắng 105 luôn. Chị nào lấy kiểu trắng 105 chút nhanh tay. Kiểu trắng 105. Lên giá sọc nữa. Kiểu trắng và 105k. Kiểu trắng cho một tờ mặt trời hồng. Trời ơi. Ôi trời ơi. 105 đi hà. Đẹp chưa? Lên mã đẹp đi chị em mình ơi. Con cá. Đẹp nhá. Từ 40 độ lên 60-62 vô tư hết. Chúc mã đẹp cho Nguyên nhá. 105. Lên này gần giống lên thần luôn ấy. Nhà Nguyên chài toàn lên niêu nha. Chứ không có chạy lên cây lên tiện đâu.
nha, chốt mã đẹp cho Nguyên đi 105. Comment mã đẹp 105 cho chị Ly Phạm. Rồi nhá, lên này. Xinh dễ thương dễ sợ. Rồi lên mã hồng cho Nguyên này. Túi hồng. Túi hồng 105. Comment mã túi hồng 105. Nhiều kiểu đẹp lắm. Túi hồng 105. Cái này giờ chị em mình đi chơi cũng được rồi nè. Cái này vừa vừa, lên vừa vừa, không có quá dài. Đó, giờ mang đi chơi cũng được rồi. Lên mã túi hồng trong là được. 105 túi hồng. Comment mã túi hồng 105. Phát tim. Phát tim 105 đi. Lên mã phát tim 105. Này phong lửng. Eo, ưa quá con này. Chị nào lấy không? Cái này trẻ trẻ thôi nha, còn lớn tuổi đừng mua những con này vì phom áo của nó là phom lửng lửng. Lên mã khoác tim chung là được. Nha con cái à. 105 khoác tim. Nhá chị nào lấy khoác. Áo dài à, dạ lai rồi. Cũng còn đó chị. Bao nhiêu tiền ta? 75 nghìn. Còn đó chị Tra. Tim với chị Hồng Phụng. Tim với Hồng Phụng. Rồi lên mã này dạng khoác nè. Sọc. 105 luôn. Cân như thế này thôi chứ. Trong cái mã này là mã sọc dạng khoác như vậy mà nó. Sọc nhá. Chốt mã sọc 105 luôn. Chị nào lấy sọc 105 chốt. Đẹp rẽ. Có tim em hết rồi. Lấy mã sọc 105 có một. Chị nào lấy sọc 105. Lấy sọc 105. Còn thứ cái không. Comment mã sọc 105 trong em là ok. Sọc là dạng khoác luôn nhá 105. Cô tàu 3158 còn. Ừ, qua rồi lấy. Qua lấy thảm rồi lấy. Sọc cho Trần Nguyễn. Con này lên mã lọ cho Nguyên nhé. Cái kiểu này chứ lên đẹp cực. Lên này dài cực kỳ luôn. Nha cho Nguyên con này con cái à. Còn cái nhé. Lên mã này là mã lọ cho Nguyên 105. Lọ 105 nhé. Xinh lắm. Lọ 105. Chị nào lấy lọ 105. Lên lọ 105 cho Nguyên là được. Sọc em hết. Chị nào lấy lọ lên lọ cho Nguyên là ok. Con này dài cực kỳ dài luôn. Cái này có hai cái, một cái màu hồng, một cái màu đen. Cái này khoác len thần. Có chứ chị. Ui này to lắm, 65 cũng ok. Cho Nguyên mã miêu cho Nguyên nhé. Miêu hồng và miêu đen. Miêu hồng và miêu đen. Chị nào lấy miêu comment lên miêu nha. Khoác này là khoác len thần như chị ở mà nói 65 vô tư luôn. Được hai con, một cái màu đen, một cái màu hồng nha. Chị nào lấy miêu lên miêu cho Nguyên là được. Khoác len thần nha chị ở mà nói. Lên miêu 105. Em đi kiếm một cọc nha, em lên nữa rồi em. Cái này kẹt luôn đi phải chứ không mai qua dọn là nó lộn hàng đó. Cái gì màu màu mè mè xíu lên cho chị em mình. Còn mẫu đẹp không nha. Không em không lên đồ bé chị ơi. Em không có lên đồ bé nhá. Con này lên mã kiểu trắng cho Nguyên được. Rồi cho Nguyên mã này là mã kiểu trắng cho Nguyên là ok. Đẹp chưa? Ngọc quá. Xinh nè, cái này xinh lắm luôn chị em. Dài lắm. Trong mã này mã kiểu trắng có một nhá. Ai lấy kiểu trắng chốt kiểu trắng. Không có cần hỏi bao nhiêu ký vừa như vậy mà nó 40, 60 gì mang cũng được hết. Giảng vô tư, giảng thoải mái. Cho Nguyên con này kiểu trắng 105 nha. Chốt lên mã kiểu trắng 105 là được. Con này là chi tay. Con này là cuta đường cái. Lên mã cuta cho Nguyên đi. Theo toàn bộ nhá. Theo toàn bộ. Chốt mã theo cho Nguyên là được. Và mã cuta cho Nguyên là ok. Kiểu trắng cho chị Kim Thoa. Kim Thoa. Kim Thoa. Cái màu trắng nhanh dơ lắm. Lên cho Nguyên con này nè. Lên mã này là mã theo cho Nguyên được. Màu đẹp. Chị thương không?
trong mã cute nhé, 105k cute. Len là len hai da dày lắm luôn, còn len này cực kỳ dài. Len mã này là mã cute 105 nhá. Len mã cute cho chị Diệu Hương 105, Diệu Hương 105. Con này dặn khoác, con này dặn khoác. Cái này nguyên set rồi chị em, lên mã set luôn 105, còn cái này nguyên set, cái này 65 cái vẫn mang được nhé, lên mã set len cho mang được, set len cho mang là ok nhé, 105 luôn, cái này nguyên set như vậy mình ơi, 105, hót tim như chị đâu có đâu, hót tim chị làm gì có, của chị có kiểu kiểu mà. Lên mã sát cho là được nhá. Rồi cái này còn cá. Sát cho chị Duyên Duyên. Duyên này trẻ hay. Cái này rảnh mà. Ui trời ơi. Đẹp chưa? Lên mã voi cho Nguyên này đường cá này. Voi Dio nha. Chị nào lấy voi lên voi cho Nguyên là được. Theo con này con voi này voi theo hết. Cho Nguyên mã này mã voi nhá. Lên mã voi cho Nguyên là được nha, voi có 105 voi, chị nào lấy voi lên voi 105. Rồi cho Nguyên mã khoác ngọc 105, voi này là khoác nha. Đây chị nào lấy cái này lên mã khoác ngọc 105 luôn, hai da nhá, 40-60 gì bán được hết á. Lên mã khoác ngọc, đính ngọc 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 quanh này 105. Rồi ai lấy khoác ngọc nữa lên khoác ngọc, đây một mã nữa là ngân nha. Khoác ngọc, khoác ngọc, khoác ngọc. Ngọc cho không phụng. Rồi lấy mã tiểu đen. Bóc hai cọc ra rồi nhiều mắt nhát quá. Thôi ngưng đi chờ qua lấy sao nhé chị em nè. Ngọc mình nhớ ở đâu còn. Đây cái lên sọc còn, lên sọc khoác bên này còn cái này. Lên sọc khoác rồi nãy còn cá này. Khoác ngọc em hết rồi. Lên sọc khoác lúc nãy còn cá này chị em mình ơi. Nha chị nào lấy khoác sọc, lên khoác sọc cho mình là được 105. Khoác sọc 105 lúc nãy chị nào chưa có chút. Khoác ngọc em hết rồi. Lên mã khoác sọc. Sọc 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 105, giảm vô tư giảm thoải mái, 40-60 gì mà ăn được hết. 105 khoác sọc, chị khoác ngọc nó nhớ còn biết ở đâu vậy. Trời ơi đẹp theo nhá, phong này phong lửng như vậy mình ơi. Lên mã theo cho Nguyên này, con này đẹp quá luôn này. Cái này trẻ trẻ thôi, còn chị nào mà lớn tuổi đừng chốt con này vì áo kiểu nó là áo phong lửng nha. Chị nào lấy cái này lên mã lửng cho Nguyên là được, hoặc là mã theo cho Nguyên là ok. 105 rồi, lên mã khoác đen cũng được rồi, hết nhá. Khoác đen vậy thôi, cái này 65 mà ok. Cái này chị em mình mua cho người trung trung tuổi xíu mà cũng đẹp. Con này chị em mình mua cho trung trung tuổi xíu, mua cái này tặng mẹ cũng đẹp. Theo hùng phục cái này mua tặng mẹ cũng đẹp. Lên mã khoác đen cho Nguyên 105, cái này chị em mua tặng mẹ cũng đẹp 105, cái này trung tuổi xíu 105. Rồi, Nguyên like nhé. Chị nào lấy khoác đen nữa lên khoác đen cho Nguyên là được 105. Rồi hẹn chị em mình qua cái like sau. Theo lượng em hết rồi. Rồi nhớ hẹn chị em mình qua like sau nha chị em mình nói. Nguyên like nha. Bye bye chị em mình luôn. Bye 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 bye. Hẹn chị em mình qua like sau. Nguyên nha. Khoác đen cho Hà Đỗ. Không lên, không ráng nữa. Tắt cái dạng mình ơi, hẹn qua lại sau nha. Lên cu ta khách, khách chút. Em thấy cái mã voi này đẹp à, khách chút rồi. Cu ta nãy khách chút rồi. Em thấy cái khoác voi này cực đẹp mà chị em không chút nè. Voi này voi theo, chữ đi ô. Đấy, cái này trẻ trẻ xíu.
trẻ trẻ xíu còn trung tuổi, đừng đừng chốt con à. Đó, con voi là rất là đẹp luôn, đang ưa con này mà khách không chốt này nè. Đấy, rồi ok, bye bye chị em luôn nhá, chị em mình qua lại sau nha. Bye bye.